Tốt nhất là mình nên kết thúc cái chương thiên tử, là vì thứ nhất là còn lại không bao nhiêu, và thứ hai nữa là trong đây đó là chúng tôi không có rõ là trong kinh của mình ấy có ai về mình đọc lại cái bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu hay không, tức là hay là nghe xong rồi thì dạ đúng rồi. Đã, các vị mà làm như vậy đó thì cảm ơn rất là nhiều, công đức vô lượng. Công đức vô lượng có nghĩa là các vị làm được gì nó đỡ cho người ta biết bao nhiêu. Lúc này không phải là cho cái bản thân mình, cái người nghiên cứu để mình nhớ kinh hả, mà nó có cái lợi đó là cho người ta thấy rằng là cái con đường như nó ngắn dần vậy đó. Tức là mình thấy rất là nhiều cái bài, có thể nó hầu hết những cái bài mà còn lại của cái phẩm thiên tử là nó trùng với những cái bài mà mình đã học ở bên cái phẩm chư thiên. Nó trùng rất là nhiều, nhưng mà ở đây thì Hữu Phúc thì chỉ đưa ra được cái hai 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 bài thôi, chứ thực ra đó thì còn nữa, còn rất là nhiều. Thí dụ như mình thấy có cái bài bốn bánh xe mà chín cửa đầy uế hệ lụy tham, thì đã học rồi. Bốn bánh xe là chỉ chỗ túi oai nghi, chín cửa là chỉ chỗ cửu khiếu. Cái này mình đã học rồi, tức là cái trong cái chương gần nhất, trong cái chương gần nhất đó, chương chư thiên thôi. Xin hỏi là kỳ rồi là hôm hôm thứ thứ bảy đấy mình học 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 bài kinh nào ạ? Về kinh tiếp theo là về Khmer, rồi về Khmer học xong cái bài series này mình đã học rồi. Tức là ở trong cái một cái vị bên bài bên cái chư thiên á, vị đó có hỏi câu này là cả hai loại trời người đều ưa thích ăn uống, tức là ai trên đời này cũng thích hưởng thụ, ai trên đời này cũng thích cái sở hữu này nọ, nhưng mà có ai trên đời này mà không có như vậy hay không? Thì Đức Phật trả lời là có chứ, có. Với những cái người mà họ có nhiều cái niềm tin ấy, thích bố thí đó, thì họ không có thích sở hữu, không thích sở hữu, không thích hưởng thụ cho riêng mình. Rồi cái chúng tôi còn nhớ là chúng tôi có trích dẫn một cái đoạn kinh Đức Phật dạy là nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo bố thí như là ta hiểu thì cho đến cái miếng ăn cuối cùng mà dành cho mình ấy, dành cho mình ấy, bên bữa ăn cuối cùng, cái miếng ăn cuối cùng mà dành cho mình thì các ngươi cũng không có đành lòng để mà ăn nữa, là vẫn phải đem, vẫn tiếp tục đem ra bố thí nữa. Là nếu mà mình hiểu được cái quả báo bố thí như là Đức Phật hiểu thì mình, cái miếng ăn cuối cùng dành cho mình đó, tức là sau khi mình đã cho hết rồi đó, cái miếng cuối cùng dành cho mình đó, thì mình cũng không có đành đành lòng để mà ăn nữa. Chúng tôi nhớ 200% là đã giảng cái đó ở bên cái phẩm chư thiên rồi. Rồi tiếp theo là rồi ở đây nó chỉ khác có một chút thôi, tức là cái vị thiên tử ở đây thì ông có kể lại cái chuyện xưa, ông kể ra là ngày xưa thì ông là một vị vua rất là hào sảng, rất là rộng 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 tay, ông làm phước rất là thoải mái. Thì theo chú giải nói rằng là trong những kiếp đó đó
ổng do sống hiền thiện, sống rộng rãi đó, tự nhiên ổng có được một cái trí, tự nhiên có cái trí, khi mà sống tốt quá đó, tự nhiên cái mình cái trí, cái huệ nó phát, ổng có được cái trí gọi là tâm mắt sẽ có tánh nhà đấy, tức là cái trí nghiệp báo. Cái này cũng là một cái điều đặc biệt, tâm mắt sát cách ta nghe nè, trí tuệ về nghiệp lý, trí tuệ nghiệp lý, tin và hiểu được rằng mỗi người có nghiệp riêng. Tin về cái trí này nó có nghĩa là tin và hiểu được rằng mỗi người có cái nghiệp riêng. Trong kinh chúng tôi nghĩ rằng nhớ được năng nói qua chuyện này, Đức Phật ngài dạy rằng ta chưa từng thấy một ngoại đạo nào, tức là cái người mà đi theo những đường lối mà sai lầm đó, tôi chưa từng thấy một ngoại đạo nào mà sau khi chết được sanh thiên, ngoại trừ ra những vị ngoại đạo mà câm nó qua đi, có nghĩa là những người tinh lý nghiệp báo. Cái đó là cái chuyện rất là quan trọng, chỉ đó chuyện rất quan trọng. Mình phải cảm kích những vị tiền bối ngày xưa trong lịch sử Phật giáo đã đem được cái Phật giáo từ Ấn Độ, từ Tích Lan mà đem đi truyền bá ở các cái xứ Á Châu, để cho hôm nay có những cái vùng đất mà người dân có thể là không biết chữ nữa, có thể là không biết chữ nhưng mà họ cũng biết sợ tội, không cũng biết sợ tội, cũng ham làm phước, nói chung là họ cũng biết vấn đề tội cha. Nhưng ở Việt Nam mình, tôi khổ tâm ở chỗ là tôi nói ra cái người nói tôi là phản động nè, rồi người chống đối, rồi từ cái chỗ mà người ta nghĩ mình lợi dụng cái này thì tôn giáo rồi đem nó vào chính trị thì nó tốt, chứ có những sự thật rồi nó thiệt đó, là chỉ trừ sau cái năm 75 thì cái vấn đề đạo đức tôn giáo nó không có được thúc đẩy mạnh, thì thôi coi như cái đạo đức về xã hội nó bị giảm. Chứ còn trước giờ đó, ngay cả quý vị làm ơn đọc lại trong cái bộ sách như là Tịnh, như là Giáo, như là Việt Văn Giáo Khoa Thư chẳng hạn, thì trong đó mình thấy rõ ràng là cái vấn đề đạo đức xã hội đó, người ta coi nặng vấn đề nhân quả gì lắm, người ta không nói rõ nó là Phật tiên thánh hiền gì hết, nhưng phải nói đó là cái vấn đề đức dục ở trong cái trường lớp học đường ngày xưa được coi nặng lắm. Rồi sau 45 thì mọi thứ nó coi nhẹ đi, bây giờ có lẽ khá nhưng mà không có bằng ngày xưa. Sau 45 thì chỉ có nước thôi, là mình chỉ được học về những cái anh hùng mang cái cách chính trị, thì như Lê Văn Tám hay là Võ Thị Sáu hay là Phan Đình Giót hay là Kim Đồng và vân vân. Thì cái tuổi trẻ mà học như vậy thì lớn lên những hình ảnh đó nó không có đủ, không có đủ để xây dựng một cái đạo đức, đâu không đủ để xây dựng cái nhân cách. Thì dĩ nhiên về mặt chính trị là ok, nhưng mà về mặt đạo đức không đủ, rất là tiếc, rất là tiếc. Một cái kho tàng, một cái nền tảng đạo đức văn hóa rất là đẹp, bị hủy hoại. Chứ mà Để với khẳng mình tại định một thêm người cũng là và cái niềm tin vào cái đạo đức, vào cái lý nhân quả đó hay lắm, nó làm cho đạo cho cái xã hội nó đẹp đi, đẹp hơn. Thì ông vua này nó là khi mà ông sống đẹp như vậy thì tự nhiên khi mà ông sống đẹp như vậy lâu ngày nó ông thấm, khi mình có lòng mình hướng đến cái thiện ấy, mình yêu được cái thiện ấy, thì tự nhiên mình sẽ có lúc mình nhận ra được cái hay của nó. Tôi ví dụ nha, tôi ví dụ giống như là có một thời gian cũng khá dài trước ngày rời Việt Nam tôi đâu có biết uống trà, thì tới lúc tôi rời Việt Nam thì một thời gian cũng 3 4 năm tôi chỉ uống toàn là cái trà mà của mấy vị mà đi Đài Loan về cho đó, gọi là trà 103 đó, trà đó rất là ngon, nhưng mà trà là trà ướp uống còn nó không có lợi gì hết. Sau này tôi đi, đi châu Âu nhiều, người ta giới thiệu, người ta khuyên tôi nên uống cái trà xanh,
nó ướt là xanh, thì một là nó không có phải là ướt quá chắc, thứ hai nó là nó có lợi cho mỡ, cho nó giúp cho bớt mỡ, nếu mà nữ uống thì nó bớt, nó giảm cái mập, giảm bụng, ví dụ như vậy. Mà cái tôi uống lâu ngày tôi mới nhận ra nhiều cái lợi lắm, thì uống trà xanh đó, rất nhiều cái lợi, nhiều và rất nhiều, người bạn quý vị trong kinh biết rồi. Khi mà mình chìm sâu trong một cái điều gì đó, mình sẽ thấy cái hay của nó. Ở đây cũng vậy, cái ông vua này khi mà ổng nhiều năm nhiều tháng mà ổng sống trong cái tinh thần hào sảng rộng rãi như vậy, ổng cảm nhận được cái vị ngọt của nó, giống như tôi uống trà xanh lâu ngày đó, thấy cái hay của nó, thấy cái hay của nó, cái dễ thương của nó, như vậy thôi chứ không có gì hết. Thì chúng ta thấy rằng ổng là người rất là rộng, rồi ổng đã bản thân ổng là người rộng tay, làm phước không có trùng tay, mà ổng còn lại tạo điều kiện cho người khác làm phước nữa. Hôm nay ổng trở thành một vị thiên tử, ổng xuống hậu Phật và ổng kể là chuyện xưa. Rồi sang bài kinh, chỉ vậy thôi, đó là bài kinh seri. Chuyện thứ hai, bài kinh thứ hai tiếp theo đó là bài kinh Khatikara. Khatikara là một vị cư sĩ thời Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Thế Tôn mà trước Đức Phật của mình ấy. Vị là một cư sĩ mà có đã chứng được tam quả và cha mẹ đều bị mù, nhưng vị này vì có cái lòng đại hiếu muốn nuôi dưỡng cha mẹ, cho nên vị này không được xuất gia ngoài đời để mà tiện chăm sóc ông bà hơn. Cứ như vậy đó thì vẫn là cư sĩ, nhưng mà là một vị thánh tam quả. Và trong cái vai trò một người cư sĩ thì Khatikara này lại có một cái mối quan hệ thân tình rất là sâu đậm với một cậu công tử nhà giàu tên là Chotipala. Chotipala, cái vị này đó chính là Bồ Tát, cái là cái người mà về sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì tuy là giàu nghèo khác nhau nhưng mà cái chí hướng tu hành giải thoát là giống nhau. Rồi sau đó thì ông Khatikara ông chết, ông sanh về cõi Phạm Thiên, sanh về cõi Phạm Thiên, sanh về cái cõi cõi tỉnh cư á. Còn riêng về cái vị tỳ kheo tên là Chotipala, công tử Chotipala, ông đi xuất gia, ông tu lòng tam tạng. Rồi sau đó thì do ở cái vị công tử thì nuôi cái hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác, cho nên dĩ nhiên không có đắc gì hết. Bên Nam Tông thì nói như vậy, bên Nam Tông nói rằng là trước khi thành Phật mình không đắc gì hết. Còn bên Bắc Tông thì khác, bên Bắc Tông thì đắc A La Hán, mình đắc A La Hán xong rồi mình có vẫn có thể nguyện thành Bồ Tát, có nghĩa là đắc A La Hán xong rồi vẫn có thể luân hồi, và A La Hán thì vẫn có thể còn phiền não, còn chấp này chấp kia. Trong Bắc Tông thì có cái đặc biệt là có khi họ tôn sùng một cái người, một cái vị họ đẩy nữa lên mây, rồi có khi thì họ dìm A La Hán xuống tới sình luôn. Cái đó là cái rất là lạ. Chẳng hạn như họ khen Hòa Thượng Tuyên Hóa, rồi họ khen Hòa Thượng Thiền Tâm ở Việt Nam mình nè, họ khen mà mình thấy là cái đàn cái cảnh giới là nguyên nhiên bất động. Rồi có lúc họ dìm mấy vị khác như ngày Xá Lợi Phất và Người Liên, họ nói họ được thấy mấy vị làm thua luôn đó. Tôi nói là các vị có thể ngạc nhiên ấy, thật sự có lúc tôi phiền đến mức tôi nghĩ vậy mà. Tôi thấy mấy ông này ổng coi như ngày Xá Lợi Phất Người Liên còn thua luôn đó. Cái bà già tôi chết tôi chưa khóc, bà già má của tôi đó chết tôi chưa, tôi mới khóc. Mà đôi khi nó gần người nguyên ngày đem cái cơm đến cho mẹ ăn mà mẹ ăn ngày khóc. Chị nghĩ là mình thì tôi thấy cái gì cái mặt này là tôi ẩm ngày người nguyên, thì nó lấy làm lạ. Thì bên Nam Tông nói rằng là sau khi được chết rồi đó, thì ông Chotipala, tức là Bồ Tát mình á, ngày còn phải luân hồi xa đọa rất là nhiều lần, rất từ đời Đức Phật Ca Diếp mà cho đến khi ngài thành Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài phải trải qua rất là nhiều kiếp sống, và đặc biệt là ngài có những kiếp ngài bị sa đọa, những kiếp ngài bị sa đọa chứ không phải là giống như Bồ Tát Di Lạc. Bồ Tát Di Lạc á, thì cái này không phải là hay dở, mà cái này là do cái sự thúc đẩy của nghiệp thôi nha. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là cái này chắc tại Bồ Tát Di Lạc hay hơn Bồ Tát Thích Ca dở hơn, không phải, mà đây là do cái duyên nghiệp thôi. Tức là có một việc mà có thể hiểu nhầm á, là do Bồ Tát Di Lạc đi một đoạn đường quá dài đi hạnh tâm tấn, thì mình có thể hiểu cái này.
một cái người mà họ lên trên xe đò đó, trước khi họ lên ấy mà họ có lội ruộng, cái chân họ nó có dính sình. Sau đó khi mà họ lên xe đò đó mà họ đi một quãng đường dài đó thì cái sình nó sẽ khô đi, nó sẽ rớt hết, nó khô nó phải rớt ra, cái sình mà dính trên chân của họ đó nó sẽ khô rồi sẽ rớt ra, và chỉ cần họ lấy tay họ chà chà chùi chùi họ nó sạch rồi. Trong khi cái người mà họ có chung cũng dính sình, nhưng mà khi mà lên xe đó mà họ lên một quãng đường, họ chỉ ngồi trên xe ở một cái quãng đường rất là ngắn, không có gì, không có dài đó, thì cái sình nó chưa kịp khô. Mấy các vị có nghe kịp không? Cái sình nó chưa kịp khô, nên khi họ bước xuống xe đó, cái sình dính chân họ nó vẫn còn ướt, à, cái chân họ vẫn còn dơ. Thì mình có thể hiểu Bồ Tát Thích Ca và Bồ Tát Di Lặc có điểm giống nhau cho đó, giống nhau giống ở hai người đó. Tức là cái thời gian mà Bồ Tát Thích Ca mà tu Ba La Mật chỉ bằng một phần tư của Bồ Tát Di Lặc thôi, chỉ bằng một phần tư. Cho nên khi mình là thành Phật á, phải nói là những trước khi ngài thành ấy, có những cái nghiệp cũ mà ngài chưa có rủ sạch, mình có thể hiểu được cái điều đó nó sai, nó có gì lạ đó, chưa có rủ sạch. Trong khi Bồ Tát Di Lặc thì tu thời gian gấp 4 lần, ngài là hạnh tinh tấn, hạnh tinh tấn ngài tu chậm nhất, cho nên tuy chậm nhưng phải nói là ngài cũng là vị Bồ Tát, chỉ biết làm thiện, càng lúc càng gần với cái Phật quả đó, thì thiện càng nhiều và cái ác càng ít dần ít dần ít dần, mà vì nhà đi quá chậm đi cho nên bao nhiêu bùn sình dính rớt sạch sạch, có thể nói như vậy. Còn riêng Bồ Tát Thích Ca thì quá nhanh cho nên ngày còn sót được nhiều cái nghiệp, ví dụ như là lẻ tẻ thôi, ví dụ như cái nghiệp ngày trung kinh đó là ngày bị vu oan giá họa. Tôi nhớ hoài cái chuyện cách đây 10 năm về trước, cũng là người Việt Nam rất mực dấu yêu của tôi. Khi mà tôi vô trong Kinh Bồ Tát, tôi có nói rằng là trong kinh nói rõ là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đó mà ngày khổ hạnh tới 6 năm là do cái nghiệp cũ của ngày. Thì có một cái ông Việt Nam mình là tự nhiên mà tưởng tượng đây, ông không đồng ý cái cách đó, đó bởi vì ông tưởng tượng đó là cái đó là do tôi nghĩ ra, ngày em tưởng tượng là do tôi nghĩ ra như ổng vậy đó. Đôi khi kinh điển anh không có coi, tôi là người Việt Nam cứ mở ra tôi ngán ngẩm người mình đó. Là về chính trị, về tôn giáo, người mình đủ thứ vấn đề hết, đủ vấn đề. Thì ông nói rằng là theo ông nghĩ đó là 6 năm của hạnh đó là do cái lòng đại bi. Cái cách hiểu ông nó không có, không phải là tôi bác nó sai 100%, bởi vì rõ ràng là ngài vì lòng đại bi cho nên là nói theo một cách nào đó thì dầu có cần cách mấy thì ngài cũng không có sờn lòng, đúng. Nhưng mà nên nhớ rằng á, nếu mà ngài có thể lựa chọn thì ngài cũng xin lỗi nha, ngài đâu có ngu dại gì mà ngài đi kéo dài thời gian khổ hạnh đó. Ông nói là khổ hạnh để làm gương như chúng sanh, nói theo cách nói phàm phu được nghe nó hay đó, nhưng mà ngồi nghĩ là tại sao ông không thành, nếu mà ngài có thể lựa chọn được thì tại sao không có chịu thành Phật sớm hơn 6 năm, thành Phật sớm hơn 6 năm giúp được nhiều người hơn, chứ bắt cái gì bỏ ra 6 năm chỉ để làm, chỉ làm gương thôi. Bây giờ tưởng tượng có động trời không? Quý vị tưởng tượng có một anh chàng sinh viên y khoa, thay vì ảnh có thể làm bác sĩ mà không, ảnh cố ý ảnh kéo dài ra thêm 6 năm nữa để làm gương học tập cho những cái tên sinh viên khác, thấy rằng nó tôi đó lẽ ra tôi có thể ra làm bác sĩ rồi, có thể mở phòng mạch để hưởng giàu sang rồi, nhưng mà tôi cố ý để kéo dài cái thời gian sinh viên để cho các bạn thấy, để mà các bạn noi gương học tập của tôi. Thì tôi nghĩ phàm phu gì đó mà nghĩ là tôi cũng hay, tại sao mình không chịu? Nếu mà có đủ điều kiện làm bác sĩ thì cứ làm chứ, rồi mình mới lấy cái những cái gì mình có đó để mình làm, mình làm phước, mình giúp đời. Không chịu cái cố ý kéo dài thời gian khổ cực đó để làm gương cho người khác, nghe thì nó hay đó nhưng mà ngẫm ngẫm mà thấy nó thiếu thông minh, vậy mà nghĩ được. Cho nên cái người của mình, tôi là người Việt Nam mà tôi đi lộn kiếp, tôi thấy cái dân tộc tôi nó có nhiều cái nó lạ, và đặc biệt là cái người Âu Mỹ họ cũng nghiên cứu Phật pháp mà họ có rất là nhiều công trình, còn người của mình thì tùy bà xa mãi cho tới hôm nay mình mới chịu dịch, mà cứ mở miệng ra mình đòi mình có 2000 năm lịch sử Phật giáo làm sao. Và tất cả những chuyện mà nó xảy ra từ sau lúc mà tôi thông báo tôi làm cái tờ chuyên sang, làm cho tôi thấm thía thế nào là cái dân tộc tính của mình. Xưa giờ không chịu làm,
Chứ không chịu làm. Khi mà mình nghe người ta có cái ý làm thì mình làm đủ cách để mình chống. Mà sẵn ở đây tôi không đem diễn viên lên để tôi nói chuyện chỗ nói chuyện công mà không thể không nói, đó là một lần nữa tôi xin thưa lỗi với bà con, không thể nào đem những cái bản dịch kinh điển lấy nó làm lý do để mà ngăn trở cái sự ra đời của một tờ chuyên san Pali Text Society của Anh. Người ta dịch Tam Tạng nhưng mà song song cho đó người ta vẫn có những cái số journal ra đời mỗi năm, là bởi vì mình không thể nào mà mình lấy cái bản dịch mà Trung Bộ Trung Bộ để mình thay thế cho cái đặc sang tương ứng đặng hạnh hết. Và tôi xin nói rõ bà con đừng có buồn, tôi lên đây tôi phan thẳng mình đừng có buồn là tại sao tôi nói ép. Xin hỏi bà con, nếu có ai trong room này mà đọc có nhìn thấy và có rờ tới cái bộ đặc sang tương ứng vận hạnh trước 75 chưa? Nếu mà có rờ tới và có nhìn thấy làm ơn cho tôi biết có hay không, hay là các vị chỉ biết ba cái báo Khăn Hoàng Đỏ hay là báo Nhân Dân hay là báo Lao Động, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ thì thôi, hoặc là sau này có báo Giác Ngộ hoặc báo Công Giáo Yêu Nước thì thôi, tôi xin bó tay, tôi xin không ngừng không dám thưa chuyện nữa. Còn nếu mà quý vị từng có ra hoặc từng có thấy tới cái bộ đặc sang tôi tưởng vận hành trước 85 do thầy Tuệ Sĩ thì làm chủ nhiệm chủ bút ấy, thì các vị sẽ thấy cái nội dung của cái tờ đặc sang tưởng nó không thể nào mà nó được thay thế bằng những cái Trung Bộ Trung Bộ Tân Chí Tân Tiến Bộ được hết, không thể được. Tôi ví dụ như chẳng hạn như thời gian gần đây mình thấy như thầy Bình Đăng Sơn, ông Bình Đăng Sơn cũng có đưa ra một số cái link để mình đọc kinh tạng Pali bằng tiếng Anh. Mà tôi này tôi nói thiệt, đã mình nói thiệt thì đừng sợ nghe buồn, có bao nhiêu người Việt Nam mà đầu tắt mặt tối mà có điều kiện để mà chạy vào internet để mà đọc với cái bản mấy cái tài liệu đó bằng tiếng Anh, in thành sách bằng tiếng Việt, quỳ xuống dân tận tay họ, họ còn không có thời gian họ đọc, nói gì là bắt họ đi vào internet để mà đọc cái đó, rồi còn giới thiệu là đây là dành cho những con mọt sách nữa. Mà cái người không biết, thầy của tôi, thầy mình đang xem, thầy có nghĩ dùm người dân Việt Nam 90 triệu người có bao nhiêu người có điều kiện làm ông mọt sách như thầy, thầy ở bên Úc, thầy là tiến sĩ tiếng Anh của thầy một bồ, có bao nhiêu người Việt Nam có điều kiện như thầy để mà vô trong đó đọc để mà cùng làm mọt sách như thầy, như là thượng tọa Pali Việt rất mực kính yêu của tôi, có bao nhiêu người Việt Nam mà đọc được tiếng Anh như là hai vị đó, tôi quỳ tôi lại hai ca đó nha, làm ơn nhớ dùng cái đó rồi dịch mấy cái bài đó sang tiếng Việt dùng rồi phổ biến miễn phí trên internet, hoặc là đem in ra giấy cho bà con nhờ. Và tôi cũng xin nói rõ luôn là tôi đã về bên đó, tôi biết cái điều kiện người Việt Nam mà đi đâu cũng kè kè cái tablet hay là cái laptop để mà đọc sách đó, không có nhiều lắm đâu thưa nhị vị đại hiệp của em nha. Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong, làm ơn rồi ngó giùm nó đó. Cái chuyện mà đi đâu mà xách cái máy móc rồi theo nó ở Việt Nam theo tôi biết chưa có phổ biến lắm đâu nha, chưa lắm đâu, chưa phổ biến lắm. Đừng có ngồi đó mà ngồi trên cái đống sô cô la đó rồi một tay cục bơ một tay ly sữa rồi ngồi mà giặt mộng, làm ơn dịch qua tiếng Việt giùm đi nha, làm ơn in ra giấy giùm đi nha, chứ đừng có ngồi nó mà ngồi mà nghĩ cái chuyện trên đây. Mình ở hải ngoại mình bơ sữa mình giỏi ngoại ngữ rồi cái mình không thèm giúp bà con, mình nghe đứa nào mà nó có cái ý đó là mình đọc cho nó chết dịch nó luôn, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái biểu thiện chí cực kỳ khó hiểu. Ok, rồi bây giờ mình tiếp tục bài kinh tiếp theo là cái bài kinh Trần Tu. Bài kinh Trần Tu đấy, bài kinh Trần Tu. Cái bài kinh Trần Tu này nè, bài kinh Trần Tu này nè, có một cái nội dung là cái lời ngậm ngùi, cái lời ngậm ngùi của một cái vị thiên tử, cái lời ngậm ngùi của thiên tử. Khi mà nhìn cái tình hình Chư Tăng vào cái thời gian cuối đời của Đức Phật là sao? Chúng ta biết rằng trong đời hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình ấy 45 năm thì được chia thành 3 giai đoạn, đó là sơ giác thời, trung giác thời và hậu giác thời.
là adipotica đấy. Tức là sơ giác thời. Có nghĩa là 15 năm đầu là 15 năm sau khi Thế Tôn thành đạo, 15 năm tiếp theo là trung giác thời, Maxima Bodhicitta. Giờ cuối cùng thời gian cuối của Pariyosa nó cao lắm, tức là cái thời gian hậu thời mạt, gọi là thời cái thời mà thời hậu thời hoặc là mạt á, lúc thời thời mạt rồi. Nhưng mà thời sơ lê sơ rồi cái thời lê mạt vậy đó. Mà hôm nãy giờ tôi kêu là sơ giác rồi tới cái thời giác mạc thì nghe rất kỳ quá. Giác mạc thì nghe rất kỳ, mặc dù mạc tê thì kêu là giác mạc. Sơ giác thời có nghĩa là 15 năm đầu sau khi mà ngày thành đạo đó, thì giáo hội phải nói là 10 điểm trên 10. Chúng ta nhớ cái đó, 10 điểm trên 10. Có nghĩa là chúng ta nhớ đó là vào cái hạ thứ, các vị còn nghe rõ không? Vào cái hạ thứ 12, cái hạ thứ 12 có nghĩa là từ năm ngày 35 tuổi, mình 35 tuổi là thành, mình cộng thêm 12 năm nữa, có nghĩa là 47 tuổi. Năm ngày 47 tuổi mà phải ghi ra chứ không ghi, phải ghi cho nó ấn tượng nha. 47 tuổi vẫn chưa cấm chế giới luật. Các vị thấy có ngon lành chưa? Tôi thấy rất là ngon. Tức là một cái hệ thống giáo đoàn kéo dài suốt 10 năm mà không cần nội quy, không cần thanh quy gì hết. Và tôi dựa vào chỗ này nè, tôi càng bội phần tin tưởng vào. Không hề có một cái tổ chức nào mà suốt 10 năm trời như vậy mà không thèm một trang, một chữ, một dòng thanh quy nội quy nào hết. Mà đã vậy, toàn bộ thành viên ở trong cái tổ chức đó, trong cái đoàn thể đó, gọi là toàn là phải nói là bậc thánh, perfect, 100 điểm trên 100. Mà tại sao mình không chấm chế giới luật? Là bởi vì họ có vấn đề gì đâu. Trong chú giải nói rõ là Thế Tôn như thế nào thì các tỷ kheo như thế ấy. Họ ăn theo Phật, đi theo Phật, đứng nằm ngồi theo Phật, sinh hoạt như Phật, mọi thứ giống y hệt như Phật. Phật sao cái chuyện như vậy? Rồi từ từ nó xuất hiện những cái chuyện, ví dụ như có những vị lúc đó họ vì họ mến mộ Đức Phật quá, vì họ cầu đạo giải thoát, họ đi xuất gia, nhưng buổi chiều họ đói bụng. Mà lúc chưa có cái luật cấm ăn chiều, rất nhiều họ vẫn ôm bát họ đi xin, và người ta vẫn để bát cúng dường một cách bình thường. Họ nghĩ rằng đó là vị tu sĩ buổi chiều đói bụng thì cứ đi xin thôi, dễ sợ như vậy. Đây là những chuyện rất rất là quan trọng. Có nghĩa là ngài không hề cấm giới một cái luật gì hết. Là vì sao? Là vì lúc đó là tuyệt đại đa số tăng chúng không có vấn đề. Đẹp lắm. Rồi 15 năm tiếp theo bắt đầu nảy sinh vấn đề. Đấy, 15 năm tiếp theo bắt đầu nảy sinh vấn đề. Thì các vị biết rồi, ở đây tôi không có phải nói nhiều nha. Thí dụ như là nó, trong tăng chúng nó có nhiều, càng lúc cái thành phần xuất gia nó phức tạp dần. Và từ cái chỗ phức tạp dần, cái nhu cầu, cái lý tưởng mà cạo đầu đắp y nó không còn tinh tuyền. Nó không còn tinh tuyền như buổi đầu nữa. Buổi đầu là chỉ có cầu đạo giải thoát thôi, chán sợ sanh tử. Rồi từ từ nó nhiều cái lý do. Cho nên họ mang theo vào đạo tất cả những cái rối rắm của đời, và từ đó nó nảy sinh ra lý do để mà Thế Tôn cấm chế giới luật. Mà tại sao nãy giờ tôi cứ vần vần cái này là sao? Là bởi vì các vị đọc lại cái câu của ông Chanh Tú,
Các tỷ kheo thuở xưa sống thật chân an lạc, họ là đệ tử của Đại Giác Cồ Đàm, không ham tìm món ăn, không ham tìm chỗ trú, biết đời là vô thường mà chấm dứt khổ đau. Ngay ngay thì sao? Tự làm ác hạnh như thôn trưởng trong làng ngũ gục, thèm khát vật nhà người, cũng vái chào chúng tăng, đảnh lễ một vài vị kẻ khác sống bất vượng, không chỉ đạo hướng dẫn, họ giống như thân thể kẻ chết bị quăng bỏ. Nghe, sống như cái xác chết vậy đó, sống mấy ông bây giờ sống như xác chết vậy đó. Ý ông nói rồi, những ai sống phóng dật, vì họ, những ai mà sống phóng dật á, thì bài kệ này nè con nhắm tới họ, còn mà những ai mà không phóng dật á, thì con xin quỳ lạy mấy cái người đó. Con xin đảnh lễ mấy vị đó. Thì trong chú giải mới nói thêm là cái vị thiên tử này nè, cái ngày mà ông đến, ông đến, ông đọc bài kệ này cho Đức Thế Tôn thì đó là ngày rằm. Bình thường nó bị sống rải rác với nhau, nhưng cái bữa đó ông nhìn thấy cái sự mà hội họp của các vị đó, cái hình ảnh hội họp của những vị tỷ kheo mà không có trong sạch đó, nó trở thành ra một cái hình ảnh làm cho ông sốc. Mấy hôm nay nó cái lai rai rải rác những chỗ một vị, thì họ không sốc, nhưng bữa nay nguyên một cái đám đông mà toàn là những vị như vậy đó, làm cho ông sốc. Ông sốc, và từ chỗ ông sốc ông mới là thưa chuyện, khi mà Đức Thế Tôn niết bàn rồi thì lúc đó Ngài A Nan, các vị biết Ngài A Nan với Đức Thế Tôn là bằng tuổi mà, thì Ngài A Nan, còn sống thêm 40 năm nữa, có nghĩa là ngày ngày Ngài A Nan là tịch vào năm 120 tuổi, 120 tuổi thì lúc đó tình hình giáo hội càng lúc nó càng bi đát, nó càng thê thảm. Cho nên bi đát thê thảm là sao? Có nghĩa là cái số mà có những cái dị kiến, những tỳ kheo mà dị kiến là hiểu sai Phật pháp. Mà dị kiến nó có hai, dị kiến là chỉ là những cái quan điểm về giáo lý nó dẫn đến tà kiến, thì là một chuyện. Rồi có những cái dị kiến mà nó dẫn đến cái sự bất đồng về giới luật, có nghĩa là về giới và về kiến có vấn đề nặng lắm. Thì lúc đó Ngài A Nan thì có một câu kệ cảm thán thế này: đạo sư nay không đạo còn nữa, đạo sư nay không còn nữa, những huynh đệ của mà hiền thiện của ta ngày xưa nay cũng không còn nữa. Những huynh đệ kiểu giống như là ngày Rahula, hay là như là ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, thì bây giờ cũng không còn nữa. Bây giờ ta chỉ còn làm bạn được, bây giờ ta chỉ còn làm bạn được với cái pháp môn thân hành niệm thôi. Làm bạn được với pháp môn thân hành niệm thôi. Thì chờ cho tôi xin 3 giây, 3 phút nha. Pháp môn thân hành niệm có nghĩa là có vị sẽ cali katasti, nhưng mà pháp môn bất tịnh hơi thở đó là thân hành niệm. Có là cái câu cảm thán cũng ngậm ngùi, đó là bậc đạo sư nay không còn nữa, các huynh đệ hiền thiện khải kính nay cũng không còn nữa, ta chỉ còn có thể làm bè bạn với pháp môn thân hành niệm thôi. Kaya gata sati, sẽ có một lúc nào đó mà nếu mình là một nhà sư hay là một cư sĩ, mình nhìn quanh ấy, cái người bạn mà mình có thể chia sẻ về Phật pháp không còn nữa. Một lần có, nhưng mà ở đâu rất là xa mình tới không có được, mà có những người xung quanh mình này có thể là mình không có phục, hoặc là họ không có cái cách nghĩ giống như mình. Cho nên đây là cái cơ hội, những cái lúc mà còn có thể học Phật pháp thì là một cơ hội rất là tốt. Cho nên là ở trung tâm kia đó, Đức Phật thì có dạy một bài kệ mà tôi cho rằng rất là thống thiết, đó là: này các tỳ kheo, đây là cái thời để các ngươi tinh tấn tu học tu tập, khi mà cái chuyện khất thực nó còn dễ dàng. Đây là cái thời mà các ngươi tinh tấn tu học khi mà tăng chúng chưa có chia rẽ nhau. Đây là cái thời mà các ngươi tinh tấn tu tập khi mà chưa có chiến tranh loạn lạc. Đây là cái thời mà để các ngươi tinh tấn tu tập khi mà các ngươi còn khỏe, còn trẻ.
chưa có bị già yếu bệnh hoạn. Tức là ngày đó là bài kệ mà bảo vệ bài kinh ngắn thôi mà tôi cho rất cho tôi cho là rất là thống thiết. Đây là cái thời để các tinh tấn tu tập, khi mà cái gì khất thực còn dễ dàng, khi mà tâm chúng chưa có chia rẽ, khi thân mình còn khỏe mạnh, và khi trong thiên hạ trong nhân gian chưa xảy ra chiến tranh loạn lạc. Bởi vì khi nó xảy ra một trong những cái này rồi thì cái chuyện tu học nó rất là khó, khó ghê. Thì ở đây đó, bài kệ chăm tú này đó, thì ông Thiên Tử đó, ông nhìn thấy một số cái tệ trạng trong thành chúng và ông thấy buồn, ông trở xuống ông thưa với Đức Phật. Ông làm một cái so sánh giữa những vị tỳ kheo cái thời trước, cái thời mà Thế Tôn khi mới thành đạo và cái thời khi mà Thế Tôn sắp niết bàn á, thì cái giáo hội có những cái thay đổi lớn. Thì trên thế gian mà đã là pháp hữu vi, cái sự có mặt của một đoàn thể thánh chúng cũng là cái sự tồn tại của pháp hữu vi, mà đạo pháp hữu vi thì cũng phải lúc về lúc khác. Tôi nhớ ngày Vichitasara là được xem là một cái vị tinh thông tâm tạng của Miến Điện. Thì được thủ tướng Miến Điện thỉnh để mà viết một cái bộ lịch sử, gọi là cái bộ biên niên sử chư Phật. Cái bộ này nếu mà bộ này nếu mà dịch qua tiếng Việt mình á thì nó quý biết bao nhiêu. Mà có những vị cứ mở miệng ra cái đầu điển nguyên tiếng Anh cho bà con đọc rồi tôi thấy cũng cao siêu quá. Khi mình giỏi quá là mình tưởng ai cũng giỏi như mình. Cái bộ này nó là khoảng chừng, nếu dịch sang tiếng Việt thì tôi nghĩ là không có dưới 6.000 trang. Cái 6.000 trang của cái khổ giấy 19-23 đó, cái khổ giấy mà bình thường mình đó. Tức là kể về cái 25 vị chánh đẳng giác, những cái chuyện có liên quan đến 25 vị chánh đẳng giác mà trong suốt 6.000 trang, tức là 8 cuốn, ở tiếng Anh là 8 cuốn, mà tôi nghĩ chắc tiếng Việt thì có lẽ lượt bớt thì còn 6.000 trang. Và tại sao tôi nhắc cái bộ đó? Bởi vì cái bộ đó có một cái điểm mà tôi rất thích, là mỗi lần mà kể xong câu chuyện về một Đức Phật, mỗi lần kể xong câu chuyện về một Đức Phật thì ngài có đúc kết vào một câu là Đức Thế Tôn ấy nay đã niết bàn. Đức Thế Tôn ấy nay đã niết bàn và chúng thinh văn ấy, đệ tử cũng không còn nữa, các pháp hữu vi đã vô thường, đã đi vào quá khứ. Mà cứ mỗi lần kết thúc, mỗi lần mà kết thúc một cái câu chuyện về một Đức Phật ấy, thì kết thúc bằng câu như vậy: Đức Thế Tôn nói nay đã không còn nữa, và chúng thinh văn của ngài cũng đã niết bàn. Các pháp hữu vi thật là vô thường. Cái chuyện cái câu đó thấy được lặp đi lặp lại hoài đó, nhưng mà bản thân đó là một cái tôi nghĩ rằng đó là một cái dấu ấn rất là ấn tượng, rất là đẹp, rất là đẹp. Tức là trên đời này đâu có một cái chuyện gì mà nó ầm ĩ, mà nó ồn ào cho bằng cái sự ra đời của một vị chánh đẳng cảnh giác, cái chấn động nhiều ngàn vũ trụ. Vậy mà theo thời gian, cái sự ồn ào, cái sự ầm ĩ đó cũng lắng yên, chìm sâu vào cái sự quên lãng của cuộc đời, và cái dòng chảy nhân gian nó cứ mãi hoài, nó trôi đi. Và mọi thứ đi vào cái sự lãng quên, không ai còn biết gì tới, không ai còn nhắc nhở gì tới. Chẳng hạn như hôm nay còn có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo pháp của ngài, thì mình còn biết đến Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Phật Anomadassi là cái vị mình đã thọ ký cho ngài Sa La Phất Bồ Kiền Liên, Đức Phật Anh Nhiên Đăng là người đã thọ ký cho Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni. Rồi chúng ta biết Đức Phật Ca Diếp là Thế Tôn, một vị Phật trước Phật mình, vân vân. Chứ thử thời mà không có Phật Thích Ca đó thì coi như là ví dụ mấy cái sự ra đời của mấy vị Phật đó coi như là chìm xuồng luôn. Tức là nói chi là cái danh lợi của chúng ta, hết Lê, Pol Pot, Mao Trạch Đông, Thiệu,
rồi ông Winston Churchill, rồi ông Charles de Gaulle, tất cả chìm vào quên lãng, chìm vào quá khứ. Cho nên là đó là. Và cái tiếp theo, Rohita, sáng nay là tưởng là cái essence mỗi bài kinh thôi nha. Tâm lý bài kinh tiếp theo là kinh Rohita. Tôi xin thưa với bà con là tôi rất lấy làm ngạc nhiên, tôi rất lấy làm ngạc nhiên và cũng rất lấy làm tiếc là tôi thấy thiên hạ trích dẫn cái bài kinh Rohita này nhiều, nhiều chỗ lắm, trích dẫn bài kinh, nhưng mà có một cái câu mà tôi không hề thấy trích dẫn, mà tôi chỉ thấy trong chú giải nói thôi. Điều đó cho thấy rằng là thiên hạ có khuynh hướng sợ kinh cắn rất là nhiều, sợ kinh cắn, không dám nghiên cứu, đọc sợ kinh cắn. Cái bài kinh Rohitát này kinh rất là sâu, mà mình đọc lướt qua thấy không có gì hết. Cái bài kinh tiếp theo là kinh Rohitát. Rohitát, Rohitasutta. Đấy, cái bài kinh này kể là một cái câu chuyện về một vị thiên tử, tới một ông tiên đấy, đến hầu Phật, ông kể là chuyện xưa. Ông nói ngày xưa con từng là một cái người đắc thiền, có thần thông, thì con cũng có một cái tâm nguyện, đó là với cái khả năng thần thông của mình đó, con sẽ đi tìm đến cái chỗ gọi là tận cùng của thế giới. Nhân loại thì họ không có khả năng, là người bình thường không có khả năng, nhưng mà với một người có cái thần thông như mình đó, là mình có thể đi đến chỗ tận cùng của thế giới, tìm đến cái chỗ nào mà nó đừng có khổ như là cái thế giới mà mình đang sống nữa, đừng có khổ, có nghĩa là làm sao tìm được cái chỗ nào đó ha, mà nó đừng có già có bệnh rồi đừng có chết, đời đời bất diệt, trường sanh bất tử, sống sung sung sướng sướng, vui vui vẻ vẻ, đừng có sầu muộn như là những cái thế giới mà mình nhìn thấy. Nhưng mà rồi sao, ông nói với thần thông nó con đi cùng trời cứu đất, nhưng mà thật ra con cứ tưởng như vậy, mà trên đường nó là Antara đó, Antara đó, Kalangato, thì dọc đường con đã chết trước khi mà con có thể biết được mọi sự. Ông mới kể thế này, con có thần thông, con có thể đi giữa hư không tốc độ nhanh như là một mũi tên. Nói thì mình bây giờ đi bằng tốc độ ánh sáng đó. Còn ngày xưa thì ông dùng bằng cái hình ảnh của kẻ mà ông biết, nó nhanh như mũi tên, đi nhanh như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng ông đi chưa tới đâu rồi thì ông không có đủ tuổi thọ nó, thì ông chết dọc đường, thì tôi nói, tôi hồi nãy tôi vừa nói rằng là bài kệ này nó sâu, chỗ nào nó sâu ở những điểm sau đây. Thứ nhất, con nghĩ về thế giới này bằng cái nhìn trẻ con, còn cân đong đo lường thế giới này bằng cái khái niệm thông thường của mình đó, thì không cách nào hết. Các vị tưởng tượng đi, nếu mà nói rằng thế giới này nó là có là có hạn, có cái biên giới, thì hỏi bên ngoài biên giới đó là cái gì? Thí dụ mình nói cái nhà nó là 100 mét vuông, 200 mét đó, nó là cái gì? Nó là con đường, nó là hàng xóm, nó là dùng, nó phải là cái gì đó chứ. Thế cho nên khi mình nói thế giới này nó là hữu biên, tức là bên ngoài cái 1.000 tỷ, 8.000 tỷ, 9.000 tỷ vũ trụ đó, thì là hết, không còn gì hết. Thì xin hỏi bên ngoài nó là cái gì? Khi mình đã, cho nên ở đây là mình phải, mà mình sẽ không thể nào mình nghĩ về thế giới này theo cái cách nghĩ thông thường của mình được. Điều thứ hai là mình làm ơn, các vị là ơn nhớ lại giùm đi, mình sinh ra trong một cái thế giới hữu hạn, làm sao
cái tấm thân của mình nó nặng bao nhiêu kg, đó là một cái hữu hạn. Thí dụ như mình nặng 80 kg, 60 kg, 45 kg thì đó là một con số, mà đã nói con số nghĩa là một cái hữu hạn, một cái hạn hạn định rồi, thì là cái tấm thân mình hạn định được, cái tuổi thọ mình cũng hạn định, có nghĩa là mình sống được 75 tuổi, 95 tuổi, thí dụ như vậy. Lại là một cái lần nữa về về là về thời gian nó cũng cái hạn định. Cái ngôi nhà của mình nó rộng bao nhiêu mét vuông, cái số tiền mà mình sở hữu được trong nhà băng nó là bao nhiêu tiền, cái đất nước, cái xứ sở của mình á, nhất nước Việt Nam là 330 mấy ngàn, 332 ngàn km vuông, đúng không? Nó cũng lại là một cái hạn định. Và cái trọng lượng của trái đất này khoa học họ vẫn tính được, các bạn là nhớ giùm nhé, trọng lượng của trái đất này người ta tính được, cái đường kính của cái địa cầu này người ta tính được, người ta tính được cái khoảng cách từ mặt đất lên tới mặt trăng, người ta tính được cái khoảng cách từ mặt đất lên tới mặt trời, người ta tính được hết, người ta tính được cái tuổi thọ của từng viên kim cương, của những cái mẫu hóa thạch, tính được hết. Điều đó có nghĩa rằng thì là chúng ta đang sống trong một thế giới của những con số, chúng ta đang sống trong thế giới của những con số, và điều đó nó đã in sâu vào óc của mình quen rồi, cho nên mình cứ suy diễn mọi thứ bằng cách là cân đong đo đếm theo cái phương tiện vật lý, theo cái cách thức rất là vật lý, thuần vật lý. Ở đây cái bài kinh này cho mình thấy một chuyện rất là quan trọng, đó là làm ơn bỏ cái cách nghĩ đó đi, làm ơn bỏ cái cách nghĩ đó. Đừng có tiếp tục suy nghĩ mọi chuyện theo cái khuôn cũ, theo cái khuôn cũ. Chẳng hạn như cái khái niệm thời gian của duyên khởi, của giáo lý duyên khởi, nó đọc đó một chỗ là cái quá khứ, cái gọi là quá khứ, cái gọi là hiện tại, cái gọi là vị lai trong giáo lý duyên khởi, nó không hề giống như là cái khái niệm tam thế ở chỗ khác. Chỗ khác nghĩa là bên ngoài giáo lý duyên khởi, tức là ngay trong cái đời sống này của mình nè, có cái được gọi là vị lai, có cái được gọi là quá khứ, có cái được gọi là hiện tại. Và cái quá khứ trong duyên khởi đó, trong trường hợp cần nó vẫn có thể được gọi là hiện tại, nó vẫn có thể được gọi là vị lai. Và cái vị lai trong cái dòng duyên khởi, nếu cần trong một cái trường hợp phân tích nào đó, thì mình vẫn có thể gọi cái vị lai đó là quá khứ, là hiện tại. Và cái hiện tại nào đó trong dòng duyên khởi, mình vẫn có thể gọi nó là vị lai hay là quá khứ. Nói chung là một cái quá khứ trong cái dòng duyên khởi đó, nó vẫn có thể được gọi là vị lai hay hiện tại. Và cái hiện tại trong dòng duyên khởi, mình vẫn có thể gọi nó là quá khứ hay vị lai. Và cái vị lai trong dòng duyên khởi, mình vẫn có thể gọi nó là quá khứ hay hiện tại. Nhớ cái đó. Cái khái niệm thời gian ở trong cái dòng duyên khởi nó đặc biệt, nó sâu sắc chỗ đó, đó. Cho nên trong bài kinh này chúng ta nhớ như thế này: trên đời này nó có hai cái cách để chấm dứt hoài nghi, trên đời này có hai cách để chấm dứt hoài nghi. Một là đi tìm câu trả lời, hai là không nghĩ tới nó nữa. Chỉ có hai cách đó thôi: một là đi tìm câu trả lời để chấm dứt hoài nghi, hai là không nghĩ tới nó nữa. Thì không nghĩ tới nó nữa cũng là một cách chấm dứt hoài nghi, đó là một chuyện. Mà trong đạo mình á, các vị còn nhớ cái ví dụ mà người bị trúng tên đó. Đức Phật dạy rằng đối với một người mà bị trúng tên đó, mà thông minh đó, thì cái chuyện đầu tiên là phải chữa trị, phải lấy cái mũi tên nó ra chữa trị vết thương, chứ không có ai mà vào cái thời khắc mà nguy kịch đó mà lại từ chối mọi cái sự chữa trị, mà cứ đòi hỏi coi cái kẻ nào đã bắn tôi, nam nữ mập ốm trắng đen cao thấp đẹp xấu vân vân, thì cái đó là một cái thái độ không có thực tế, không có thông minh. Thì cũng vậy, nếu mà một cái người thật sự mà chán sợ sanh tử, coi cái năm uẩn này nè nó là cái gánh nặng, thì họ không có thời gian để họ nghĩ nhiều về những cái chuyện mà ngoài ra cái điều giải thoát. Cái chuyện đầu tiên là khi là mình sống 100 tuổi rồi, mình tắt thở mình đi về đâu?
Đấy, mình đi về đâu? Chưa hết. Làm sao mà mình không còn khổ bởi cái điều mình thích và điều mình ghét nữa? Cái đó mới là quan trọng. Nên nhớ toàn bộ cái khổ mình nó đi ra từ hai cái đó thôi, từ cái mình thích và từ cái mình ghét. Mà nói gọn nữa đó thì nó tự đi ra từ cái mình thích, từ cái tham ái, từ có cái thích đó, nó mới lòi ra cái ghét. Và chính vì có cái thích cái ghét đó, nó mới đẻ ra các khổ. Bởi vì toàn bộ cái khổ nó đi ra từ hai cái này nha, toàn bộ cái khổ nó đi ra từ cái thích và cái ghét. Thích có nghĩa là cái mình muốn đó, còn cái ghét là cái mình cũng ưa. Mà phải phải chịu đựng cái mình không ưa nó là khổ, mà không được cái mình thích đó, nó lại cũng là cái khổ. Mà cái mà thích ghét này nó gom gọn, nó chỉ còn có cái thích thôi, từ cái thích nó mới ra cái ghét. Bây giờ cái vấn đề làm sao mà mình gặp cảnh trần, nó tâm mình nó không có bị ảnh hưởng, nó không bị tác động. Cái đó mới cái quan trọng. Trước mắt á, là không còn cái chuyện, không còn để cho cái thích cái ghét nó làm khổ mình nữa. Và cái thứ hai đó, làm sao mà khi mình tắt thở rồi nó mình đừng có khổ nữa, đừng có khổ nữa, cái đó mới quan trọng. Và khi mình thấy được hai cái đó là cái chuyện quan trọng, thì tất cả những chuyện ngoài ra là chuyện rùi bu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái điều này quan trọng là có rất là nhiều người đến hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, cũng là thưa Sa Môn Cồ Đàm, thế giới này là vô biên hay hữu biên, chúng sanh sẽ ra làm sao khi sau khi họ chết? Đức Phật chọn ba, Đức Phật xưa giờ chỉ có ba cách trả lời. Một là ngài im lặng, bởi vì ngài biết có nhiều người nói ra cho họ đó, họ hiểu không nổi. Bây giờ đừng có nói chuyện cao siêu, chỉ cần ngài giải thích cái vũ trụ này mà theo cái khoa học hiện đại đó, thì có bao nhiêu người hiểu ngài, có bao nhiêu người hiểu ngài. Nếu mà ngài giải thích bằng không phải bằng Phật trí mà bằng cái kiến thức của ông Stephen Hawking, ngài chỉ giải thích bằng cái quan điểm khoa học đó, thì có bao nhiêu người hiểu ngài? Cứ chờ tôi một chút. Tôi nhớ ông hít ông sặc lô đó, ông sặc đi sặc lên. Ông có viết cho ông Einstein cha đẻ thuyết tương đối một cái thơ. Hai ông có trao đổi thơ từ với nhau, thì một ông có thể ông này ông khen kia. Ông sặc lô, mình cứ tiếng Việt kêu ông sặc lô đó, ông khen Einstein, nói là ngài vĩ đại là bởi vì cái thuyết tương đối của ngài đó, relativity của ngài đó, không được bao nhiêu người hiểu. Ngài là một người có bộ óc vĩ đại, chắc việc cái thuyết tương đối của ngài không có bao nhiêu người hiểu. Thì ông Einstein ông mới gửi một cái thơ trả lời, nói còn ngài đó, ngài vĩ đại nhưng là bao nhiêu cái vở kịch câm của ngài đó ai cũng hiểu được hết. Ngài vĩ đại ở chỗ là dù là cái thằng Thái Lan, Lào hay là Cấm hay là Phi Châu hay là Tàu, Nhật, bất cứ thằng nào trên đời này nó cũng hiểu được cái kịch câm của ngài hết. Đó là cái sự vĩ đại của ngài. Còn cái ông sặc lô cũng khen Einstein, đó là ngài vĩ đại ở chỗ là cái thuyết tương đối của ngài nó không được bao nhiêu người hiểu, không được có những người hiểu. Cho nên là mà thời đó làm sao ta hiểu nổi. Các vị tưởng tượng mọi thứ trọng lượng là trọng lượng, tốc độ là tốc độ, hả? Khối lượng là khối lượng. Vậy mà ổng thời đó năm 1905 mà ổng dám phán một câu đó là cái gì cũng là tương đối. Nó nặng, cái gọi là nặng đó, nó sẽ thay, cái trọng lượng sẽ thay đổi ở một cái tốc độ nào đó, và mọi thứ lâu mau lớn nhỏ nhanh chậm trong đời này nó không phải là những hằng số bất biến, nó hoàn toàn có thể thay đổi, nó có là những giá trị có thể thay đổi trong một cái điều kiện nào đó. Đây là một cái quan điểm mà rất là xa lạ, rất là mới mẻ với cái nhân loại thời trước. Và cái học thuyết này nó rất là gần cái Phật giáo mình. Trong Phật giáo mình cái nhanh chậm lớn nhỏ dài ngắn nó chỉ là một cái gì đó rất là tương đối,
rất là tuyệt vời. Chỉ cần làm một cái so sánh nhỏ thôi thì mình sẽ thấy rằng là có người hỏi ông Einstein cho ông chơi hãy cho một cái minh họa về thuyết tương đối hay không. Ông nói một 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 nhúm tóc trên đầu là ít nhưng một sợi tóc trong ly nước là nhiều. Tôi rất là thích cái câu nói này rồi. Một nhúm tóc trên đầu là ít nhưng mà một sợi tóc trong ly nước là nhiều. Thì ngay cả nghe chỉ riêng cái học thuyết về tương đối thôi thì đã là xa lạ và khó hiểu, khó chấp nhận với một số người. Thì nói chi đó là người thời nay đó nha, thì nói chi là thời Đức Phật. Cho nên nếu mà ngài có giải thích về thế giới này, về vũ trụ này theo quan điểm khoa học thì đã có được bao nhiêu người hiểu. Nói chi là ngài giải thích cái thế giới này theo cái cách tuệ giác của một vị chánh đẳng giác. Bởi vì theo kinh thì khi mà có người hỏi ngài về cái chuyện chúng sanh sau khi chết sẽ đi về đâu, hoặc là thế giới này vô biên vô biên, thì ngài có ba cái câu trả lời mà chúng ta thấy trong kinh điển. Một, ngài nghĩ im lặng bởi vì ngài thấy rồi. Một, trả lời nó không hiểu. Hai, nó sẽ hiểu lầm. Một là nói ra nó sẽ hiểu lầm, hai là nó sẽ không hiểu. Thì trong trường hợp đó nói ra làm chi. Còn cái trường hợp người hữu duyên đó, thì ngài mới quan, ngài mới lựa chọn xem nói họ cách nào. Có người thì ngài trả lời một cách này. Khi họ hỏi thế giới này là vô biên hay hữu biên, chúng sanh sau khi chết sẽ đi về đâu, có người thì ngài giải thích là chúng sanh do hạnh nghiệp này hạnh nghiệp kia họ làm sao họ đi vân vân, nếu mà chưa phải là như thế. Nhưng có lúc này cái hai câu đó là mình thấy thường nhất, đó là ngài hỏi gì, thì sắc quẩn là thường hay vô thường. Cái gì vô thường, cái đó là khổ hay lạc, và cái gì là, và nếu mà dĩ nhiên nó đâu phải nó uống nước cống mà nó không biết. Khi mà ngài hỏi là cái sắc quẩn là thường hay vô thường đấy, thì nó phải trả lời là vô thường này, bắt buộc phải trả lời như vậy. Rồi cái câu thứ hai đó là cái gì vô thường thì cái đó là khổ hay lạc, chắc chắn là phải trả lời là khổ. Và cái gì là khổ thì có hợp lý chăng khi ta nói rằng cái đó là tôi, là của tôi. Khi mà ngài phân tích vấn đề ra như vậy thì tự nhiên cái người hỏi đó họ thấy cái thắc mắc của họ nó rùi buông, mà thậm chí con rùi nó cũng không thèm buông nữa. Khi mà xé lẻ ra vạn vật trên đời này, vì mình thấy rằng cái tôi nó là quan trọng, mình thấy cái giọt sương, cái ngọn cỏ đó là lớn chuyện, thì mình mới thắc mắc. Chứ còn khi mình hiểu mọi thứ đó, nó không là gì hết thì thắc mắc làm cái gì. Tôi nhớ năm 1992, tức là cách đây cũng lâu rồi, gần 20 năm. Tôi nhớ tôi có lớp, một cái lớp A Di Đàm ở dưới Mỹ Thuận ấy. Cái chỗ tôi ngồi là một cái sân gạch tàu có cái trứng cá, và ngó xéo xéo cái bên đó là một cái con rạch nước đục ngầu mà toàn lục bình rồi ô rô rồi điên điển không. Thì tôi nhớ năm đó là gần 20 năm rồi, khi mà nói đến cái chuyện mà Đức Phật nó từ chối trả lời những câu hỏi mà siêu hình ấy, thì tôi nhớ tôi có dùng ví dụ này, mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn rất là tâm đắc với ví dụ đó. Tôi hỏi mấy cái người học ở đó, tôi hỏi chứ theo các vị đó, cái chuyện mà mình biết ở dưới con rạch này nè, nó có bao nhiêu con cá, có bao nhiêu con tép, rồi hai bên bờ của cái con rạch này nè, hai bên cái mép bờ của nó có bao nhiêu cọng ô rô, rồi điên điển, rồi bao nhiêu con ruồi, bao nhiêu con muỗi, cái chuyện nó có cần thiết không? Chắc chắn là không. Mà các vị có tha cái chuyện mà biết cái đó, nó không phải là chuyện dễ nha. Mình biết trong con rạch này hiện giờ nó có bao nhiêu cá, bao nhiêu tép, chứ đâu phải là chuyện dễ. Nhưng mà thật sự đó, các vị có muốn biết con số đó hay không? Họ nói không. Tôi hỏi tại sao, họ nói họ cười, họ nói biết để làm gì. Ví dụ như mình bây giờ giả dụ ở dưới có 4.671 con tép, để làm cái gì? Mà họ còn biết rõ một chuyện đó là cái con tép nó chỉ là con tép thôi. Con tép nó chỉ là con tép thôi, thì tại sao biết nó làm cái gì? Khi mà mình biết nó chẳng là cái gì hết, hoặc là tôi chỉ là mình sang nó bây giờ dở cái miếng gạch này lên thì muốn lót gạch tàu thì người ta phải nhờ đó, nó cần đến cát. Bây giờ các vị muốn biết ở dưới mỗi viên gạch tàu nó có bao nhiêu hộp cát, các vị muốn biết họ nói không, cái chuyện nó quá là vô lý, nó quá là vô ích. Thì tôi cũng vậy, khi mà mình biết nó chỉ là cát thôi thì mình không còn bận tâm nữa. Khi mà mình nhìn cái thế giới này nó như là những cái nấm cát đó, thì mình không còn bận tâm nữa, không còn thắc mắc nữa. Còn mình còn thắc mắc là mình thấy nó quan trọng, mình thấy nó lớn chuyện, mình thấy nó là cái gì đó rất là hay ho. Nhưng mà chuyện thứ nhất mình thấy mình đang khổ mà không chịu lo nè,
Rồi thứ hai đó là những cái đó mà biết thêm đó là gì, nó chỉ là những cái là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xuân vinh thú hữu khô, mọi thứ nó chỉ là cái trò đùa, cái trò một cái tuồng hát, một cái vở kịch mong manh phù du. Nó là những cái giọt sương đầu cỏ, nó là những cái ánh chớp chiều tà chứ không là cái gì hết. Cho nên có lúc đó thì ngày trả lời bằng cách là ngày hỏi ngược lại các quẩn là thường hay vô thường, khi mà ngày phân tích như vậy thế là người ta không còn thắc mắc nữa. Và có lúc ngày nói rằng ở đây ta không trả lời những vấn đề đó, mà ta lại nói, ta chỉ nói rằng vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân. Thì danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử sự bị khổ đạo. Nghe du sĩ, ngay khi người ta còn sống mà mình còn không tìm thấy được một chúng sinh ở đó thì nói gì, nói gì là nói con người, nó nói đến chuyện đời sau kiếp khác. Ngay đến kiếp hiện tại này không còn, thì còn không thể tìm thấy một được một chúng sinh thì hỏi bận tâm gì đến đời sau kiếp khác, là nó có ai, người đó là ai. Tức là nhìn ra thì không còn cái người nào, không còn cái chúng sinh nào theo cách nghĩ thông thường của mình nữa, mà tất cả nó chỉ là một dòng chảy của những đơn vị pháp giới rất phù du, rất là phù du. Hiểu được như vậy đó, hiểu được dòng duyên khởi, hiểu được lý tâm tướng như vậy đó, hiểu được cái sự mà mong manh ảo hóa của năm quẩn như vậy đó, thì mình không còn thắc mắc nữa. Bởi vì mình coi nó nhẹ lắm. Khi mình coi nó nhẹ, giống như hồi nãy tôi nói là muốn biết ở dưới mỗi viên gạch tàu nó có bao nhiêu hạt cát á, thì không ai muốn biết hết, biết làm cái gì. Hoặc là trong nhà mình có một bao gạo, mình mới mua bao gạo ông địa. Bây giờ tự nhiên mình nói khùng lên, mình muốn biết trong đó có mấy hộp. Tôi nghĩ chắc không, trong nguyên hội chúng trong nên không ai muốn biết cái gì đó hết. Không muốn biết là trong cái bao gạo mà 25kg đó, của Thái đó, nó có được bao nhiêu hộp hoặc bao nhiêu hạt gạo. Cái đó không cần thiết. Cái chuyện mà trên đầu mình có được bao nhiêu sợi tóc mình cũng không cần biết. Mà cái quan trọng nhất đó là trong nhà băng mình còn là bao nhiêu tiền. Cái đó mới quan trọng. Nếu mình chạy xe hơi thì trong cái xe hơi mình bây giờ cái xăng đó nó có đủ để mình chạy cho ngày nay hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn cái chuyện mà cái bình xăng nó có được bao nhiêu giọt, nó có được bao nhiêu ml, cái đó quan trọng. Mà cái quan trọng nhất là cái đồng hồ báo xăng đó, nó cho biết là bây giờ còn được bao nhiêu phần trăm, cái đó mới quan trọng nha, cái đó mới là quan trọng. Chứ không phải nằm đường là chết. Chứ còn chúng ta không có nhiều thời giờ để chúng ta nghĩ chuyện người bu. Cho nên cái bài kinh Rohita là nó nhắc chúng ta rất là nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất là để diệt trừ cái, để bỏ, để lìa bỏ được cái hoài nghi, nó chỉ có hai cách. Một là đi tìm câu trả lời, hai là đừng nghĩ tới nó nữa. Đó là một. Cái chuyện thứ hai đó là hiểu được nó là gì thì không còn thắc mắc những cái khía cạnh mà rùi bu nữa. Và cái điều thứ ba đó chính là thế giới này mình có thể hiểu nó, nhưng mà không theo cái cách cũ xì và trẻ con. Tôi không nói Phật giáo là bất khả, là cái thuyết bất khả tri nha. Tôi không chủ trương là Phật giáo là cái gì không biết, cái tìm cách đùng đẩy, quất lấp, lấp liếm che đậy, không. Tôi không có nói đó. Tôi chỉ có nói rằng mình trước mắt mình khổ quá, mình nên tìm cái con đường nào để tu tập để cho nó hết khổ. Điều thứ hai, nếu mà hiểu được mọi sự vạn hữu, bản chất rốt ráo nó là gì thì mình sẽ không còn thắc mắc nữa. Rồi cái thứ ba, cái thứ ba đó là nếu thật sự muốn tìm hiểu nó đó, tôi chỉ giả định thôi, thì hãy lìa bỏ cái phương thức cũ. Hãy lìa bỏ cái phương thức cũ. Xưa giờ mình là một cái người nhà quê không biết chữ. Cái chuyện cân đông đo đếm thì cái chuyện đời đó là mình chỉ có một cách một thôi, là sách cái cầm cái cây thước dây đó mình đi đo. Nhưng mà hôm nay chúng ta biết nó trên đời nó không phải chỉ có một cách duy nhất là cầm cái cây thước dây, cầm cái thước dây đó mà đo tùm lum nha. Mà người ta có nhiều cách đo, bởi vì nếu mà đi đâu cũng sách cái cũng lận cái lưng quần cái cây thước đó, thì cái thước nào cho đủ để mình đo cái chiều cao của núi Everest, thước nào cho đủ để mà mình đo cái chiều sâu của Thái Bình Dương 11 km, thước nào mình muốn biết những cái chiều cao đó, những chiều sâu đó, mình phải dùng những phương tiện
cân đông đo đếm khác nha. Ở đây cũng vậy, chúng ta không thể nào thích, không thể nào đi đi xác định, đi tìm hiểu cái bản chất thế giới bằng cái cách cân đông đo đếm của phàm phu từ đó đến giờ. Đây là chuyện rất là quan trọng. Ok, đó là cái nội dung của bài kinh. Bởi vì Đức Phật ngày, tôi nhớ ngày có một câu thế này: không thể nào mà cái câu trong kinh này là không thể nào bằng cái sự bộ hành, tức là bằng bộ hành nghĩa đen thui đó, cái nghĩa đen mà đen thui của nó đó, cái là bằng những bước chân của mình mà đi đến cái chỗ tận cùng thế giới được. Có nghĩa là mình phải hiểu thế giới được bằng cái óc của mình, bằng cái trí của mình, chứ không thể là bằng cái chân của mình. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, Ngài nói rằng có một bài kinh, Ngài nói rằng là mình không thể dò tìm cái chỗ tận cùng của thế giới này bằng con đường bộ hành, nhưng ta không thể nào chấm dứt khổ đau khi không hiểu gì về thế giới này. Cái câu này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, không thể nào mà bằng cái cách thông thường tìm đến cái sự tận, cái chỗ tận cùng của thế giới. Đó là câu thứ nhất. Không thể nào dùng cái cách thông thường để mà hiểu được cái sự tận cùng của thế giới. Nhưng mà câu thứ hai, tuy nhiên cũng không thể nào chấm dứt được đau khổ khi không hiểu được sự tận cùng của thế giới. Người ta đã nói rõ như vậy rồi. Có nghĩa là cái sự tận cùng của thế giới nó không phải được tìm hiểu, nó không thể được tìm hiểu qua cách thông thường. Mà sự tận cùng đó là gì? Mình do cái gì mình sanh tử? Do cái gì mà mình sanh tử? Do cái gì mà cái thế giới này nó được thiết lập? Do vô minh, do tham ái. Có nhiều cách để chúng ta nói đến cái cội nguồn của thế giới này. Chúng ta nói đến cội nguồn thế giới này thông qua cái khái niệm thời gian, thông qua cái khái niệm không gian. Và xin thưa với bà con, cả hai khái niệm này đều không thể sai được. Không thể sai được. Đi tìm cái giới hạn ở thế giới này mà qua khái niệm không gian là chết. Là bởi vì rằng bên ngoài cái này nó còn có cái khác nha. Như vậy thì cái khái niệm thời gian là sai được. Còn về khái niệm không gian thì sao? Trước cái này nó có cái trước nữa, trước nữa, trước nữa là chết. Sau cái này còn những cái khác nữa, khác nữa, khác nữa là chết. Cho nên cách tốt nhất là không thể nào tìm hiểu thế giới này mà thông qua cách thông thường được. Mà không hiểu nó đó, thì không thể chấm dứt đau khổ. Nó khổ vậy đó. Không hiểu, không thể thấy được nó thì không chấm dứt đau khổ. Nhưng mà phải thấy nó bằng cách nào, không phải bằng cái bước chân của mình. Như vậy thì cái thứ nhất, cái điều thứ nhất là không thể nào tìm hiểu thế giới này theo cái cách thông thường mà mình thấy. Thứ hai là không thể nào không hiểu nó mà có thể chấm dứt đau khổ. Và một điều nữa là cái bản chất của nó, nó có nhiều cái thứ bản chất. Có nơi có nhiều cái thứ bản chất mà có những cái có, nó có những cái bản chất mà nó không có lợi cho một người sinh tử, không có lợi. Tôi ví dụ như là hồi nãy tôi có nói đó, cái mình xăng của mình á, nó có nhiều cách biết về nó. Thứ nhất là mình biết được là cái số xăng mà nó đang nằm trong xe của mình ấy, trong cái hiện giờ đó, nó là bao nhiêu phần trăm của cái bình, nó là bao nhiêu phần trăm của cái bình, 20%, 40%, 60%. Cái biết này nè, nó có lợi hơn là nó còn lại bao nhiêu ml. Tôi nói cái việc có nghe kịp không? Cũng là cái biết về bình xăng đó, mà cái biết là nó còn lại bao nhiêu phần trăm của cái bình xăng đó, nó tốt hơn là mình biết là mình muốn biết là nó còn lại bao nhiêu ml. Tôi biết trong bên mình có nhiều người nghe này khó chịu. Ủa, hai cái đó nó giống nhau mà khác đâu chứ. Cái chuyện mà nó còn lại bao nhiêu ml nó quan trọng, mà quan trọng nó còn lại bao nhiêu phần trăm so với cái bình xăng, cái đó mới quan trọng. Bởi vì cái này nè, nó cần thiết để mình kịp thời đi đổ xăng. Chứ còn gì nó còn lại bao nhiêu ml nó quan trọng. Hoặc là cái bao gạo của mình, nó còn lại bao nhiêu lon, nó còn lại bao nhiêu lít, nó có đủ để cho bữa ăn hôm nay hay không, nó có đủ cho một người ăn, hai người ăn hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn cái chuyện nó có bao nhiêu hộp đó quan trọng. Hoặc là hôm nay mà mình ngồi mình tìm hiểu là mà mỗi một hộp cơm vậy trong đó nó gồm có chất gì, giấc gì, sinh thưa, đó là một thời điểm khác. Đó là một thời điểm khác. Một lúc nào kìa
mình bỏ công mình tìm hiểu trong vỏ hộp gạo nó gồm có chất gì chất gì, chứ bây giờ con mình nó khóc như điên, nó đói mà bụng mình nó cũng cồn cào, mà giờ nó mà còn lật sách ra từ điển lên trên internet coi trong đó nó gồm chất gì chất gì đó, thì tôi nghĩ thằng khùng nó làm cái đó nha. Chứ còn tôi không có quẩn, tôi là chỉ đầu tiên là tôi phải đi tôi nấu ngồi cho nó thơm phức cái đây rồi tôi kiếm gì tôi ăn, chứ ăn xong tôi mới tính, chứ còn tôi không ấy không, tôi làm những rùi bu đó. Ok, ok, đó là cái nội dung của cái bài kinh Hở Rồ Hy Tát. Và tiếp theo là cái bài kinh Nành đó, tôi đang cầu nguyện không biết mình có dịch có kịp cái bài kinh này hay không, chứ có kịp cái phẩm này hay không, chắc không kịp đâu. Bây giờ nó mới 6 giờ thôi, bây giờ 6 giờ thì nó làm biến, mình biết không có tưởng được. À, bây giờ tiếp theo là bài kinh Nanh đó. Bài kinh Nanh đó. Bài kinh Nanh đó. Ở trong chú giải thì chỉ còn là có chú giải của hai bài thôi. Chú giải thì chú giải chỉ có chú giải có hai bài thôi. Nhưng mà trong bản tiếng Việt thì cái bài kinh Nanh Đá này chúng ta đã học rồi. Và đúng rồi, cảm ơn. Tự nhiên đã quỳ thấy không? Bài này học rồi, thời gian lặng trôi qua. Rồi tiếp theo là bài kinh Bốn Bánh Xe Chín Cửa, học rồi. Yeah, bài kinh này học rồi. Đó, làm ơn nhớ giùm cái đó nha. Chứ còn cái gì cũng bắt một người nhớ thì nó khổ. Giải gạo rồi khỏi bồng em nha, chia nhau làm. Ấy mà có một cái tôi cũng hơi ngậm ngùi. Là thật sự đó, tôi không biết trong room này đó là có ai rảnh rồi nghe rồi có đi dò kinh mà coi lại hay không. Chứ nếu mà có đó thì nó đỡ cực dữ lắm. Hay là các vị cứ ngồi cứ chờ đến bữa rồi cứ mở ra là cứ nửa tỉnh nửa mê, nó ngủ được nhiêu ngủ, thức được nhiêu thức đó. Rồi tôi nói là tôi gào kể cha tôi thì cái đó thật đau lắm. Chứ nếu mà quý vị thật lòng mà có cái ý mà cầu học đó thì phải nói nó vẫn đỡ, cứ ngồi dùm ngó ghi chép dùm ghi cái nốt thôi. Yeah, ghi cái nốt vẫn đỡ cực cho tôi. Chẳng hạn như bây giờ các vị mà sáng tôi biết là cái bài này học rồi tôi mừng lắm rồi. Bây giờ là mình học tiếp cái bài kinh Xú Xì Mè. Đấy, cái kinh Xú Xì Mè sướng vô cùng. Kinh Xú Xì Mè xuất ra xong. Các vị có biết đó là tôi nhớ tay có một câu hay lắm. Họ nói là cái hạnh phúc đó, nhiều khi nó không phải là cái chỗ đến mà nó nằm trên con đường đi. Hạnh phúc nhiều khi nó không phải là chỗ đến mà nằm trên đường đi. Tôi cũng có chút kinh nghiệm trong cái chuyện dịch sách. Cái lúc mà mình mới bắt đầu cuốn sách hào hứng lắm, nhưng mà cái mà tôi nản nhất ấy, là sau khi mà nó đã qua cái giai đoạn mà cao hứng buổi đầu đó, cái giai đoạn nó qua rồi, trời ơi, nhìn cái đoạn đường mà phía trước nó thâm thẳm nó ngán, nhưng mà cứ tiếp tục trên đường đi đó mình cứ ráng mình tìm cách mình thấy cái chỗ này hay nè, mình cho mình thấy chỗ này hay nè, mình ráng mình gặp nhau, mình ráng mình tìm một niềm vui lúc chút vậy đó. Rồi cuối cùng khi nó gần tới đó, nó mừng dữ lắm. Chẳng hạn như bây giờ cái chơi mình thấy nó gần xong mình mừng. Tôi nhớ tôi có học được một cái kinh nghiệm này, có một thằng bé nó đi cắm trại về thì mẹ nó hỏi đi xa lắm không con, thì nó trả lời thế này: dạ không biết sao kỳ lắm, hôm năm ngoái đó ông thầy William á, ông cũng dắt đi con đường đó mà nó xa ơi là xa, mà năm nay đó cái cô giáo Catherine cô dắt đi là nó có xa. Ông ấy biết tại sao cổ dắt đi trên con đường đó mà cô nói thế này: mấy em chỉ cần đi có một cây số thôi, ở đó có một con suối thiệt là đẹp. Khi mà đến con suối đó chơi xong rồi cái cô nói: mấy em chỉ cần đi thêm 700 mét nữa thôi, nó có một cái nhà thờ thiệt là đẹp. Rồi tới nhà thờ đó cô nói: mấy em chỉ cần nghỉ 5 phút, 10 phút, mấy em chỉ cần đi một cây số nữa thôi, mấy em sẽ tới được một cái hồ nước đẹp thiệt là đẹp. Yeah. Mà cái cô cứ cắt từng khúc như vậy, và cuối cùng tụi nó trong ngày đó tụi nó đi được tất cả là 5-6 cây số, rồi vừa đi vừa về là trên 10 cây số,
mà nó không thấy xa, đứng biết chia từng khúc ra. Tôi nghĩ rằng cái hạnh phúc ở đây cũng vậy, cái hạnh phúc và cái niềm khích lệ trong đời sống nhiều khi nó không phải là chỗ đến mà nó chính là trên đường đi của mình ấy. Cái chuyện tu học cũng vậy, cũng phải tự tạo mình cho một cái niềm, tự tạo cho mình thì có hứng. Cái Tsushima đây là một vị thiên tử, tên là vị thiên tử, thì trong chú giải nói rằng Đức Phật thỉnh thoảng ngày có làm những cái chuyện mà người mình á, vì trước hết phải nói là mình cái trí mình không hiểu được Đức Phật. Đức Phật mình thấy ngài là bậc đại giác, có lúc mình thấy ngài dường như là ngài rất là bận rộn, để có nhiều chuyện để mình chỉ ngài biết, là có những chuyện chỉ một mình ngài biết và chỉ có mình ngài giải quyết được thôi. Có những khi ngài rất là bận rộn chuyện của vũ trụ mà, nhưng mà những lúc ngài có thời gian. Nhưng mà cái chuyện này đó thì phải nói là người phàm khó không thể nào hiểu được ngài, tức là chuyện nào ra chuyện đó, cái đặc biệt chỗ đó. Nhưng mình thấy một vị đại giác lúc mà sắp niết bàn mà ngài nhớ hết tất cả những chuyện lớn chuyện nhỏ nào mà bắt buộc phải giải quyết là ngài giải quyết cho xong trước khi ngài đi. Chẳng hạn như trong kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi rõ là ngài bận tâm đến những chuyện mà mình không thể nào mình ngờ được. Chẳng hạn như ngài dạy ngài An Lan là sau khi ta viên tịch chứng tỷ kheo, trong cách xưng hô nghiêm túc một chút. Xưa nay các tỷ kheo không có để ý chuyện đó, nhưng mà sau khi ta niết bàn thì chúng tỷ kheo mới để ý chuyện đó. Nhỏ nói chuyện với lớn gọi là phanh tê, mà lớn gọi nhỏ là a vũ sô, chứ không có những sô bồ gọi ngang nữa. Chúng ta có ai ngờ được chuyện đó? Một vị đại giác tầm nhìn một cái cặp mắt nhìn thấu ngàn đời, một tấm lòng nghĩ suốt ba cõi, biết vô biết bao nhiêu diện, biết ngài bận tâm, nhưng mà ngài giải quyết tất cả những diện gì nhỏ nhiệm nhất mà ngài thấy là cần thiết nhất, ngài không bỏ qua. Rồi thì ngài dặn dò ngã nan là sau khi ngài mất thì mọi chuyện, thí dụ như ngài dặn là phải làm gì đối với tỳ kheo chanh á. Tôi đọc những cái đó tôi rất là xúc động. Tôi xúc động ở chỗ là một vị đại giác, một người 80 tuổi rồi, như trong những ngày tháng cuối cùng sắp lìa bỏ cuộc đời, còn cái gì để mà lưu luyến nữa. Gặp mình là mình cứ lo đi thôi, mà không, ngày bận ngày là ngày đã ra đi rồi thì chuyện gì cần làm ngày lo cho hết, không sót một cái gì hết, không sót cái gì hết. Hoặc mình thấy một vị trưởng lão, nói ra ngoài đời là một ông cụ 80 tuổi, một cụ 80 tuổi là ngã đang mà đi hỏi Đức Phật bạch Thế Tôn, sau khi tới đâu niết bàn rồi thì chúng con phải đối xử ra sao với nữ giới. Đức Phật dạy đừng có tiếp xúc họ. Rồi ngài đang nói nếu mà chuyện phải tiếp xúc thì sao, ngài nói phải thì đừng có nhìn họ. Mà ngài ngài đang hỏi nếu mà kẹt quá có chuyện phải nhìn họ thì chúng con phải làm sao, ngài nói đừng có nói chuyện với họ. Mà nếu mà phải nói chuyện với họ là chúng con phải làm sao, thì phải giữ chánh niệm. Tôi đọc được kinh này tôi rất xúc động. Một người hỏi 80 tuổi và người trả lời 80 tuổi, và cái chuyện nhỏ nhưng mình cứ tưởng là chuyện nhỏ, nhưng mà chuyện quan trọng, chuyện quan trọng đặc biệt lắm. Đọc kinh Đại Bát Niết Bàn đọc mình sẽ thấy ra nhiều chuyện rất là độc đáo. Và tại sao tôi đem những cái chuyện ra tôi nói ở đây, có nghĩa là trong kinh kể đó, có rất là nhiều khi Đức Thế Tôn ngày dành cho một vị trưởng lão nào đó một cái lời tán thán rất là đặc biệt. Chẳng hạn như có lời ngày đang ngồi với Chư Tăng ở chùa Kỳ Viên, thì ngài thấy Chư Tăng đang ngồi đông vô, cái ngài hỏi rằng ngày các tỳ kheo, các ngươi có nhìn thấy một cái vị tỳ kheo mà mũi cao mà da xanh, người ốm, người gầy ốm, da xanh mà mũi cao đang đi vào cái hội chúng này, đang đi đến chỗ Như Lai hay không? Thì các vị Đức Thế Tôn thấy, chú không có nhìn thấy cái vị tỳ kheo đó ốm cao mà ốm này, gầy ốm, da xanh mà mũi cao. Ngài nói rằng này các tỳ kheo, đó là tỳ kheo Maha Kapina, đó là một vị đại hiền trí, đó là vị thầy của chúng tăng. Ngay trong một thời pháp cho chư tỳ kheo, vị đó có thể độ cho cả ngàn vị chứng quả A La Hán. Đó là một vị thầy, đó là một vị bạn, người bạn đồng và mạnh mà các người có thân cận, phải gần gũi để được vô lượng lợi ích. Và thỉnh thoảng Đức Phật có những cái đề nghị như vậy. Thỉnh thoảng ngài cứ hay nhắc, có lúc ngài nhắc đến vị này, có lúc ngài nhắc đến vị kia. Mà cái nhắc không phải là vị tình duyên kiểu mà thầy trò ngoài đời, không phải, mà đó là những lời sắp tấn chư tỳ kheo, lời sắp tấn. Ngài biết rằng những cái những cái lần mà ngài tán thán như vậy sẽ đem lại vô lượng lợi lạc cho chư tỳ kheo, và lập lại cái trật tự trong giáo hội, xác định cái trật tự trong giáo hội.
Tức là sống trên đời này phải có lúc ở dưới phải biết nhìn lên, ở trên phải biết nhìn xuống, ở trong phải biết nhìn ra và ở ngoài phải biết nhìn vào. Đời sống phải như vậy mới là một con người hoàn chỉnh. Còn một con người mà chỉ biết ở trên nhìn xuống, ở dưới chỉ biết nhìn lên, hoặc là ở ngoài biết nhìn vô mà không biết ở trong nhìn ra, thì người như vậy còn khiếm khuyết. Sống trong đời sống phải có người để mình thương mến, phải có người để mình tôn kính, phải có những cái để mình theo đuổi và phải có những cái để mình lìa bỏ. Đời sống như vậy một đời sống hoàn chỉnh nha. Còn đời sống mình chỉ có một chiều đó thì tệ lắm, tệ lắm. Thì ở trong bài kể này, trong bài kinh này, Đức Phật ngày hỏi ngày A Nan, cái duyên sự đó là một ngày đó Đức Phật hỏi ngày A Nan, ông có thương mến, ông có hoan hỷ đối với Xá Lợi Phất không? Thì ngày A Nan nó bạch Thế Tôn, ai mà tệ đến mức, nói theo kiểu mình có nghĩa rằng ai mà tệ đến mức mà không thương được, không kính được một cái con người, một cái nhân cách như vậy, ai con không nghĩ được, con không nghĩ ai mà tệ đến mức như vậy. Cái cần phải tán thán ngài sẽ phát là thế này thế kia, là tiệp tuệ, là quán tuệ, là hỷ tuệ. Ở trong chú giải giải thích rất là kỹ, mà tôi cứ thắc mắc hoài là không biết nói ra rồi nó có dư hay không. Thầy trong chú giải có nói đây, Bạch Thế Tôn, Tôn giả sẽ là phát là đại tuệ. Đại tuệ đây là trí tuệ nhiều, trí tuệ lớn. Ở đây gọi là Mahante Si Lắc Canh Thế, tức là ngài có đầy đủ cái trí tuệ trong giới, trong định, trong tuệ, trong giải thoát và trong giải thoát tri kiến. Thì đó gọi là đại tuệ. Giải thoát là tức là đạo và quả, còn giải thoát tri kiến là tức là trí phản kháng nha. Giải thoát tri kiến là trí phản kháng. Rồi ngài có khả năng xuất nhập các cái tầng thiền định như ý. Rồi sao nữa, ngài có hiểu biết về tứ đế, về tứ niệm xứ, về tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm quyền, năm lực, thất giác chi, bát chánh đạo, bốn sa môn quả, lục thông, hiểu ở trong rồi về và về niết bàn, paramattang niết bàn, về niết bàn mục đích tối thượng. Thì paramattang ở đây đó, là không phải là chân đế nha, mà nó là mục đích, là lợi ích, là mục đích tối thượng. Paramattang. Còn cái chữ Paramattha mà hiểu theo cái nghĩa của mình á, Paramattha là chân đế, mà hiểu theo nghĩa của mình á, thì phải nói là tôi xin xác nhận rằng tôi, người đang nói đây, chưa từng thấy, chưa từng thấy được đến tại. Cái chữ Paramattha mà hiểu theo nghĩa của mình á, và có nhiều diện ngộng trời nữa, đó là cái chữ Parami. Parami là ba mặt ấy, là một cái chữ rất là hiếm thấy, cực kỳ hiếm thấy. Và một vài chỗ, đó là một bài kinh trong Trung Bộ, tôi quên mất rồi, trong đó tôi nhớ có cái chữ gọi là Parami của Sipato đó, là đạt đến cái chỗ tận cùng của Ba La Mật. Còn cái tài liệu thứ hai đó là cái tài liệu gọi là Charyapitaka, tức là hạnh tạng trong tiểu bộ kinh. Và người nào mà có một chút để ý thì sẽ thấy rằng cái sự tính, tức là cái cảnh lịch sử của bộ kinh này đó, rất là khả nghi, rất là khả nghi. Và tôi biết, tôi nói cái này đó là cái nhóm Minh Tích Lan rất là sốc, những quý vị mà đang nghiên cứu rất là sốc. Thì các vị xem cái đó là một, thì nghĩ là cái gì mà có trong tâm trạng đó là phải, mình phải tin. Mà riêng tôi thì tôi biết là trong lớp học này nè, thỉnh thoảng tôi cũng có nêu ra một vài cái quan điểm của tôi, mà dĩ nhiên tôi có cái cơ sở của tôi, nhưng có rất nhiều vị chịu không nổi. Chẳng hạn như tôi nói rằng là bổn sanh, cái kinh bổn sanh đối với tôi thì là tôi muốn để bụng thôi, để bụng như là muốn nhớ thôi. Còn 70-80% là đối với tôi đó là sáng tác văn học, 70-80% đối với tôi là sáng tác văn học.
thì ok, cái đó tùy duyên. Nếu mà bà con chịu không nổi quan điểm đó thì thôi, mình coi như mình hết duyên nhé, còn duyên mấy bữa bắn hồng chứ còn bây giờ biết sao vậy. Rồi ngay cả cái chánh nhập với tất cả là cái hạnh tạng đấy. Trong tiểu bộ thì tôi không phải một mình tôi mà tôi cũng đọc ở trong mấy cái tài liệu của người Âu Mỹ đó, thì họ cũng nghi ngờ cái này vì mình thấy đặc biệt là trong Trung Bộ Trường Bộ Tăng Chi Tương Ưng, tiểu bộ tôi quý tôi tỏ ra tôi không có nhắc tới, tôi chỉ nói là tăng lực từ bảy bộ A Tỳ Đà rồi Trung Bộ Trường Bộ Tăng Chi Tương Ưng, nói chung chỉ tôi mới có ông thầy tiểu bộ thôi, mấy thầy còn lại đó là chớ hề mà mình thấy Đức Phật ngày ngày có một câu một chữ nào mà ngày khích lệ kêu gọi cái tinh thần Bồ Tát đạo, không hề có. Cái mà coi kỹ là trong kinh ấy, cái tinh thần đó là ngày cứ kêu gọi mình làm tinh văn thôi, nếu mình hiểu nhầm á, ngày ngày cái kêu gọi mình là nếu mình đọc trên mặt chữ mà nói đó thì ngài có vẻ như là ngài chỉ kêu gọi mình ráng làm theo cái lời của ngài rồi đắc quả, thì dĩ nhiên hãy làm theo lời ngài đắc quả thành tinh tấn hay còn gì nữa hả. Nhưng mà có một điều, cứ đọc tới đọc lui đọc xuôi đọc ngược đọc cho kỹ sẽ thấy ra cái này, không có cái trường đại học nào trên thế giới này mà dạy cho người ta trở thành ra là nhà bác học được giải Nobel hết, chị đâu không có. Không có cái trường nào mà đặc biệt đào tạo cho người ta có cái giải Nobel, bởi vì câu kỹ là có cái trường nào như vậy không có. Mặc dù có những trường, cái số lượng người được giải Nobel rất là đông, đúng, nhưng mà cái đó là hạnh xui nha. Cái người nào mà họ có cái năng lực thật sự đó thì tự nhiên họ được thôi, chứ còn cái nói là cái do cái trường nó đào tạo ra con người, tạo đại đào tạo ra những cái người mà được đoạt cái giải Nobel mà tôi không tin, chị đâu không có. Chị thứ hai là không có cái trường đại học nào mà đào tạo chuyên viên nghiệp, đào tạo tỷ phú, chị nó không có. Nhưng mà hãy người nào có cái đủ cái bản lãnh làm tỷ phú đó thì tự nhiên cái là họ tốt nghiệp xong họ nhào ra làm tỷ phú. Thì mình dĩ nhiên mình thấy có, là chẳng hạn như cái ông mà đẻ ra cái Facebook đó, ông Zuckerberg, ông dĩ nhiên ông cũng là xuất thân từ đại học danh tiếng ra, đúng, mà phải nói tính theo cái tỷ lệ, cái xác suất thì những người mà xuất thân từ những trường đại học lớn ấy, thì cái cơ hội mà thành công nó lớn hơn người khác, đúng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cái trường đó là chuyên nào tạo nên người đây, mà bây giờ cái con người mình nó ra làm sao đó rồi cộng với cái môi trường đó đó mình mới làm được chuyện đó. Ở đây cũng vậy, Đức Phật cứ nói chung chung như vậy thôi, bởi vì 99,9% chúng sinh là chỉ có thể làm tinh văn thôi. Đó là điều thứ nhất, 99,9% là cái khả năng làm tinh văn này lớn. Bằng chứng mà trong kinh mình nói có nhiều khi đó, trải qua mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy tỷ đại kiếp mà không có vị chánh đẳng giác nào ra đời hết, điều đó cho thấy là thành Phật không phải là chuyện dễ. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là 99,9% là coi như là chúng sanh toàn là tinh văn thật. Thứ hai, nếu người đó có cái căn cơ, có cái bản lãnh đủ sức để thành chánh đẳng cánh giác thì trước mắt họ cũng vẫn phải đi theo chừng đó cái lời dạy của ngài, rồi còn họ có những thấm thía riêng từ sau đó. Cái chị đó yên tâm, mình đừng có bận tâm, không cần thiết phải dựng lên cái gọi là lý tưởng Bồ Tát đạo rồi thì đại thừa lung tung thừa. Nó theo tôi nghĩ thì chuyện nó tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên, không có nên, không nên bài cái gì mà Đức Phật không hề nói tới. Còn cái chuyện mà lý tưởng Phật Phật đạo đó, yên tâm đi, hễ cái người đó có đủ bản lãnh đó, thì vẫn những cái bài pháp đó thôi cũng đủ là cái hành trang hành lý để người ta theo đuổi cái lý tưởng Bồ Tát. Còn nếu mà cái người đó họ không đủ đó thì có nói gì đi nữa đó thì nó cũng tới đó thôi, nói thêm nữa có kêu gọi họ làm Phật họ cũng không dám.
Có thể nói theo tôi biết đó, có nhiều vị cũng ham làm Phật lắm, làm chánh đẳng giác nhất thiết trí, cái gì cũng biết, cũng ham chứ. Nhưng mà mỗi lần mà bệnh hoạn quá, hoặc là gặp cái chuyện gì sốc nghĩ cũng ngán, hoặc tự nhiên đang chắc trưa đang ngồi mình nhìn con trùng con dế nó lâu nho lúc nhúc ở trong đống rác, mình thấy mình cũng ngán, mình nghĩ trời đất ơi, làm cái chuyện mà kéo dài rồi luân hồi tuổi làm sao, rồi cũng phải lăn lộn như những cảnh giới đó, rồi có những cái kiếp mà sanh ra trong những cái bối cảnh mà kinh hoàng, ví dụ như chiến tranh loạn lạc, rồi đi bị chìm thuyền ngoài biển khơi, rồi lạc đường trong sa mạc rừng sâu núi cao, rồi bị tù đày, bị oan ức, rồi bị du quan giá họa, rồi tùm lum hết, vô số kiếp như vậy, ngán quá, ngán quá. Nhưng mà tới lúc mà mình bữa nào mà trời quang mây tạnh mát mẻ sung sướng, ngồi mình gió hiu hiu rồi cứ ngồi nhìn cây nhìn trăng nhìn nước, tự nhiên cũng ham cũng nổi hứng, làm sao thì làm chứ. Thời gian ba la mật thì có hạn chế, nhưng mà coi như đã niết bàn rồi thì đâu có bị giới hạn thời gian nữa, thì tại sao mình không lấy cái hữu hạn đổi cái vô hạn? Dầu ba la mật có lâu gì đi nữa thì cái thời gian mà hành ba la mật có lâu gì đi nữa thì cũng có lúc kết thúc chứ. Cũng có lúc kết thúc. Cho nên tại sao mà lại sợ cái con đường Phật đạo, nhưng mà tới lúc mình chán lại nghĩ khác, mình nghĩ bây giờ mình cần cho đã, rồi cái số người mình độ được là bao nhiêu, chỉ là một nắm cát trên sa mạc thôi. Thưa quý vị, một vị Phật ra đời chỉ làm được chuyện đó chuyện thôi, chỉ là một nắm cát trong sa mạc thôi. Tức là thinh văn thì coi như là độ được vài hộp, còn vị chánh đẳng giác thì coi như nhiều hơn, thì thôi tôi cho ông thúng đi, rồi nguyên thúng cát trong sa mạc, tức là nguyên sa mạc mênh mông như vậy, thì mỗi vị chánh đẳng giác ra đời chỉ độ được con thúng thôi. Có nghĩa là cái thúng đó nó có độ hay không độ thì thế giới này, trái đất này nó vẫn quay, và thế giới này cũng không thay đổi gì hết, nó thẳng nó bực tẹt. Một khi mình đã chán, nó đến cái cơn nó chán nó nghỉ vậy đó thì ớn quá, nghỉ độ cho đã thì đụng thúng mà đôi khi mình cực quá. Trong khi cách đây 4 A Tăng Kỳ Bồ Tát Xuất Như Thá mà thời đó mà ngày đây được đi rồi thì đâu có cực dữ thành như mình bây giờ. Nhưng mà có điều cũng phải nghĩ lại, nếu mà ai cũng nghĩ như vậy đó thì hôm nay nè làm gì có cái giáo pháp cho chúng sinh nương nhờ. Cho nên cuối cùng rồi thì sao? Hãy để cho trái đất tiếp tục quay theo cái quỹ đạo của nó. Hãy để cho trăng lên và mặt trời lặn, hãy để cho xuân hạ thu đông nó kêu tôi đi. Ai có khả năng làm danh mộc thì cứ làm danh mộc, mà ai chỉ có khả năng làm cỏ dại thì cứ làm cỏ dại. Chứ còn không mắc mớ gì mà phải kêu gọi một cái hệ thống, kêu gọi một cái lý tưởng là âm ý, một cái lý tưởng Bồ Tát đạo, nghe cho nó cao siêu mà cuối cùng thì đem về trùm mền tắt đèn một mình sẽ thấy đó là một sự dối lòng ghê gớm tệ lắm nha. Ok, thì ở đây đó cái chuyện đầu tiên là cho nên mới định nghĩa tôi đã là đề kinh, đó là đại 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 tuệ làm sao, tức là cái trí là hiểu trong những cái đó đó, những cái này tôi đọc rồi thì tôi không đọc lại nữa nha. Rồi tiếp theo đó là quảng tuệ, đại tuệ là Maha Panya, rồi cái quảng tuệ, ở trong cái tiếng Pali kêu là cái quảng tuệ ở đây đó, trong tiếng Pali kêu là Bút thú Panya. Chữ bút thú là rộng, chữ này nó lớn chuyện dữ lắm mà, chữ bút thú này nó lớn chuyện lắm, bút thú nghĩa là rộng, hoặc là nó nghĩa là nó phổ cập. Thí dụ như là bú thuốc chân đấy là phàm phu, bú thuốc chân đấy là phàm phu, có nghĩa là sao? Cái chữ bú thú ở đây nó có nghĩa là rộng, có nghĩa là phổ cập, có nghĩa là general, có nghĩa là tùm lum ở đâu cũng thấy. Nhưng mà ở trong chỗ này nè thì bú thuốc bên nhà có nghĩa là cái trí rộng, còn chỉ có chữ bú thú mà nằm trong 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 cái chỗ khác, nằm trong chữ bú thú chánh ác, nghĩa là phàm phu, nghĩa là sao, là cái hạng người mà ở đi đâu cũng gặp hết. Chẳng hạn như mình thấy trong tiếng Hán có chữ côn trùng, côn nghĩa là đông, nghe côn trùng nghĩa là đông, đi côn trùng đó, nó là một thứ động, cũng có thể gọi là một thứ động vật cái chứ,
nhưng mà nó có một số lượng rất là lớn. Thì như mình thấy con cọp, con beo, con chó, con mèo, con vịt, con trâu, con bò, không có cái loài nào mà nó đông như là côn trùng hết. Côn trùng là cái loại mà nó trùng trùng điệp điệp rất là đông. Cái chữ côn á, chữ côn nó có nghĩa là vậy đó, chữ côn nó nghĩa là trùng điệp rất là đông, đầy rẫy, lôi nhô lúc nhúc, chữ côn. Côn trùng ở đây tức là một loại loại sinh vật, cái tên gọi chung cho những loại sinh vật nhỏ gọi là trùng nha. Nhưng mà cái chữ côn này nó có nghĩa là rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên là cái chữ côn ở đây nó giống như là cái chữ bút thú vậy đó. Thì cái chữ quản tuệ ở đây nghĩa là sao? Có nghĩa là cũng y chang như nãy vậy đó, có nghĩa là ngày. Nếu mà ai ghi nhanh thì ghi nha. Đại tuệ là cái trí ở trong trung tâm học, cái trí trong bộ đề phần nè, đấy gọi là đại tuệ. Còn cái quảng tuệ là sao? Quảng tuệ là cái trí ở trong quẩn xứ, trong duyên khởi, ở trong cái tánh không sunyata hả, rồi trong cái gì nữa, ở trong bốn cái trí vô ngại giải hả, rồi cũng lại là trong ngũ uẩn pháp thân. Biết cái vị nghe ngũ uẩn pháp thân không? Viết chậm quá. Đại tuệ là trí trong tam học với bồ đề phần, còn cái quảng tuệ đây là trí trong uẩn xứ hả, trong trong trung năm uẩn hả, trong năm uẩn, trong năm uẩn 12, 12 xứ, 18 giới hả, rồi duyên khởi, rồi trong ngũ uẩn pháp thanh, ngũ uẩn sắc thanh tức là sắc thọ tưởng hành thức. Còn ngũ uẩn pháp thanh ở đây đó là tương tâm đến Bali kêu là si lắc khanh tha, là giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát, giải thoát tri kiến uẩn, là ngũ uẩn pháp thanh. Rồi thì là trong tứ đế này đủ y chang như vậy. Và theo trong đây định nghĩa đó thì là ngô đại tuệ. Rồi tới người nó cũng có tương thân xong rồi đó, cộng thêm phần định nghĩa ở đại tuệ đó, tức là đem cộng với cái đằng sau của ngũ uẩn pháp thân là nó ra cái quảng tuệ nha. Đại tuệ, quảng tuệ, cái này nó khổ chỗ là mình không giảng thì người ta nó sót, chứ tôi biết 99,9% luôn, rồi không ai mà cần cái này, đi nghe xong nó quên cha, nó không ai nhớ cái này chẳng nhỉ. Được, tiệp tuệ, hôm giờ viết nhanh, tiệp tuệ là nhanh, tiệp tuệ là cái trí nhanh, còn lợi tuệ là cái trí bén. Còn cái quyết trạch tuệ là cái trí sống. Đó, giải thích thì hết cái chữ này nè, trí sống. Nipetika cái chữ này là tôi biết, tôi nói không giải thích không được cho nên tôi phải nói. Cái trí sống này là sao? Có nghĩa là sự thấm thía, hết mình, sống trọn vẹn trong cái mà mình biết, thì nó gọi là cái quyết trạch tuệ. Nếu mà dịch theo tiếng Hán thì mình không, nó không có cái nghĩa đó đâu, nhưng mà trong chú giải Pali thì giải thích nghĩa đó, tức là hiểu đến cái mức mà mình có thể sống trọn vẹn với cái mình hiểu. Còn cái hiểu mà của phàm phu mình á, là cái hiểu tào lao, cái hiểu cà chớn, có nghĩa là mình nói hiểu vậy thôi, nhưng mà cái hiểu đó nó không đủ để đưa vào đời sống của mình, nó không đủ để thay đổi cái con người của mình. Không biết các vị có để ý cái chỗ này không, cái này nó quan trọng lắm. Tôi gọi là trí sống là như vậy đó. Có nghĩa là, tôi nhắc lại, trí sống đây có nghĩa là cái sự thấm thía nó đã vô tới tủy của mình rồi. Cái biết mà nó làm thay đổi cuộc đời của mình, cái biết mà nó có những tác động tích cực, có những tác động điển hình cụ thể lên con người của mình á, cái biết đó đó mình gọi là biết, cái trí đó mới gọi là cái trí quyết trạch tuệ. Còn cái trí của mình, cái trí ngoài da thì dụ như mình cũng bắt chước, mình cũng nghĩ, mình cũng nói là vô thường, khổ, vô ngã, tu là buông bỏ, đừng có nắm níu, tu là phải yêu thương, là độ lượng, là vị tha. Mình nói như két, như vẹt, như nhồng, như sáo, như cưỡng, mà trong khi đó những cái biết đó đó
nó không có đủ để là thay đổi con người của mình. Mỗi người sinh ra trên đời này nó rồi cũng phải có lúc lìa bỏ cái vật mình thương, cái người mình mến. Mình nói như vậy cho tới người thân mình và cái món đồ mình thích nó lìa bỏ mà mình có chịu nổi không? Thế rồi mỗi chúng sanh có nghiệp làm thai tạng, là quyến thuộc, làm chỗ nương, nhưng dầu làm thiện ác thì cuối cùng đó là cái duy nhất mà mình mang theo, gia tài sự sản con cháu gia đình thì phải bỏ lại hết, cũng chỉ nói dốc không, chứ còn trong đời sống của mình có sống được như vậy không? Cái biết nào mà nó thật sự nó tác động, nó ảnh hưởng đến cái đời sống của mình, cái con người, cái nhân cách, cái sinh phong của mình, thì cái đó được gọi là quyết trạch tuệ nha. Cái biết mình chưa đâu nha. Ok. Rồi cái ha sát ba nha cũng vậy, có nghĩa là cái trí này nè nó đủ, gọi là hỷ tuệ đó, là cái trí này nó đủ để cho vị nó có thể an lạc để với cái mình biết. Theo đồng chí đây giải thích như vậy, đủ để mở ra cho mình, cho đương sự một cái thế giới sống độc lập, thì cái đó gọi là hỷ tuệ. Vì trên đời có ai sống mà không hướng đến niềm vui nha. Mà cái gì trên đời này mà đủ để cho mình một cái niềm vui thì cái đó mới là kể. Thí dụ như bây giờ nó là cái thằng cha thích chơi bonsai, chơi kiếm, thì họ thích là thích cỡ nào? Anh thích làm sao mà anh có thể không thèm dòm tới vợ con nhà cửa mà suốt ngày anh cứ vùi đầu trong cái cây kiếm, thì cái đó mới gọi là thích nha. Còn cái kiểu mà cứ tiện thì xách cái cuốc, xách cái giá đi vòng đầu làng cuối ngõ kiếm cây hai cây về, cái là bỏ con chậu rồi xong rồi đi nhậu đi đánh bài, đi làng trên xuống dưới, đi tám đi xạo cái đã, lâu trực nhớ chạy về chăm sóc chú Bỉnh, thì cái thứ đó chưa gọi là cái người đam mê. Mà cái người đam mê kiển thật sự đó là cái cây kiển đủ để làm cho họ vui, nó đủ để trở thành một cái thế giới sống cho họ. Yeah, đủ để đem lại cho họ niềm vui. Cái đến bề thứ cái là cái trí tuệ mà có thể làm thay đổi được con người của mình. Còn cái hỷ tuệ là cái biết mà đủ để mở ra cho mình một thế giới sống an lạc thoải mái. Cái biết đó mới gọi là hỷ tuệ. Chứ còn một cái biết của mình không đủ để mình sống trong đó, nó không đủ để cho mình sống trong đó, phải nói như vậy. Nó không đủ để mình sống trong đó. Đây là những cái khía cạnh rất là quan trọng trong kinh, mà những gợi ý rất là lớn cho cái chuyện học hiểu và tu tập của mình nha. Như mình nói là hành giả tới thượng xứ, mà tôi nhận xét không phải tôi tò mò của tôi nhỏ mọn nha, mà tôi có để tình ngẫu nhiên để ý thôi. Là nhiều người tôi coi tôi thấy họ đó, xem cái chuyện mà tu tới thượng xứ nó giống như công việc vậy đó, có nghĩa là nó xong thì họ mừng, tôi cảm giác như vậy đó. Tự nhiên đi tu quá 2 tuần 3 tuần như xong rồi cái về họ có quyền phóng tâm, họ có quyền thất niệm, sai. Tu tứ niệm xứ mà bằng cái thái độ đó là sai. Cái tứ niệm xứ nó không phải là một cái món ăn hay là một cái công việc mà mình hoàn tất trong một cái thời điểm nào đó xong rồi thì thôi, không phải. Mà nếu thật sự mình tin Phật, thật sự mình có lòng cầu giải thoát, thì tứ niệm xứ nó giống như là cái chuyện mà mình đói ăn khát uống vậy đó. Có nghĩa là không ai có cái chuyện là lúc này nè thì tôi đói bụng tôi ăn, chứ sau tháng 8 này thì tôi đói bụng tôi không ăn nữa, sau tháng 9 thì coi như khát nước tôi không uống nữa. Không phải. Cái chuyện ăn, chuyện uống nó là cái chuyện cho đến bao nhiêu nó phải kéo dài suốt đời của mình, chung thân. Nó là vấn đề chung thân. Thì tứ niệm xứ nó như vậy. Tứ niệm xứ vốn không có cái thời khóa, tôi dưới vốn không có thời khóa. Dĩ nhiên thì lâu lâu mình cũng đi dự mấy khóa thiền ở các thiền viện, đúng, cái đó mai cạn, cái đó rất là hay. Mình đi như vậy mình nhờ cái sức gia trì của đại chúng, mình nhờ vào cái sức mạnh của thầy bạn chung quanh để mà mình tìm ra một cái nguồn khích lệ, một cái sự mà coi như là tác động tốt hơn, thêm nạp thêm năng lượng, đúng. Nhưng mà thật sự là sau khi mình rời khỏi thiền viện, rời khỏi các thiền sinh bè bạn, rời khỏi thiền sư của mình rồi đó, mình về vẫn phải tiếp tục sống chánh niệm. Sau khi đó bây giờ mình chết rồi thôi. Chứ còn cái tứ niệm xứ nó không phải là cái công việc mà mình hoàn tất trong một cái lúc nào đó, hoặc là tu được thì tốt, không tu được thì thôi, không phải. Mà nó cho nên phải nói là mình nói cho đã vậy chứ. Cái những cái mình biết về Phật chưa đủ để mở ra một thế giới sống.
Cái đó là cái rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Quyết tập tuệ, lợi tuệ, quyết tập tuệ, ok. Rồi ngài sẽ phát lợi người ít dục, có nghĩa là thiểu dục đó, biết đủ thì là tri túc đó. Mà đây này, đây là dịch tiếng Việt, thay vì vậy là thiểu dục, thay vì kêu là thiểu dục thì lại kêu là ít dục, thay vì tri túc thì gọi là biết đủ. Rồi viễn ly có nghĩa là viễn ly có nghĩa là sống ở chỗ xa vắng. Còn mất cộng trú nghĩa là không có thích cái sự chung chạ. Rồi biện tài có nghĩa là cái khả năng mà là chạm vô là bật ra đó, chạm vô là bật ra đó, ứng đối đó, biện tài là ứng đối, chạm vô là bật ra liền, không có ngồi ấm ấm á. Nghe là trung ngôn có nghĩa là cái người nghe cái chữ nghe là trung ngôn giống như mình liên tưởng đến đạo nho chứ không phải. Cái trung ngôn ở đây đó có nghĩa là cái người là người so chắc ta đó, so chắc có nghĩa là cái người gọi là luôn biết lắng nghe. Cái này khó lắm, đây là cái hạnh rất là khó tu, rất là khó tu cái hạnh này. Nghĩa là trung ngôn hạnh này rất là khó, có nghĩa là cái niềm mà khao khát đam mê trong pháp của ngài nó là vô bờ bến. Ngài có thể ngồi lên ngài nghe một cái vị đệ tử 7 tuổi của ngài ngồi thuyết pháp, ngài sao là phật, ngài sao là phật, ngài có thể làm những chuyện đó. Cái nghĩa là trung ngôn này là vậy đó, có nghĩa là cái chữ trung ngôn đây không phải là lời can gián trực ngôn không phải, mà đây là ngài là người rất là hoan hỷ trong pháp, không có màng là cái đó là ai nói và có nói gì về mình hay không, những nó quan trọng, miễn là pháp thì ngài nghe. Pháp là ngài nghe. Còn mình để khác, mình chỉ nghe cái người nào mình thích, hoặc là mình chỉ nghe cái điều gì mình muốn, nó khác chỗ đó. Đôi khi ngài thì đối với ngài đó là cái người mà hiền trí khác mình ở chỗ là mình thì mình theo đuổi cái gì mình thích, còn họ theo đuổi cái gì họ thấy cần. Nếu có người hỏi tôi về chứ tu hành là gì thì tôi nói ngay lúc này tôi sẽ nói tu hành đó là chỉ có một chữ phân biệt được, một chữ phân biệt thôi. Tu hành, toàn bộ đời sống tu hành của mình đó chỉ là phân biệt được cái gì mình cần và phân biệt được cái gì mình thích ha, chỉ như đó thôi, chỉ vậy là tu rồi. Và nếu hôm nay mà tôi có một người học trò đệ tử đến hỏi tôi về cái môn tu hành là bây giờ con sắp đi xa rồi, ví dụ cho con một lời khuyên tu hành làm sao thì tôi cũng chỉ nói như vậy thôi, tùy lúc, mỗi lúc tôi nói một cách khác. Nhưng mà ngay bây giờ mà có người đến hỏi tôi vẫn nói như vậy, tôi nói cũng liên nhớ thì một chữ thôi, trong đời sống luôn luôn biết rõ cái gì mình thích và cái gì mình cần, mình nên dành bao nhiêu thời gian công sức cho cái mình thích, nên dành bao nhiêu thời gian công sức tiền bạc cho cái mình cần, tự mình lớn mình biết nha, mình biết rõ cái gì. Tại vì có những cái mình thích nhưng nó không cần, có những cái mình cần nhưng nó không thích, rồi có những cái mình vừa cần nó mà mình cũng vừa thích nó, và có nhiều cái mình không thích cũng không cần. Nhớ cái đó, cái này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại một câu nói của ông Roda là ông mà điêu khắc gia của Pháp ấy. Ông nói cái bí quyết mà điêu khắc của ông đó là đem về một khúc gỗ, một tảng đá, một miếng đồng và bỏ đi những cái thừa, thế là ông có ngay một tác phẩm. Tôi rất là thích cái câu đó, rất là thích. Cái câu thứ nhất ấy, là tu hành là phân biệt cái gì mình thích và cái gì mình cần. Được, có những cái mình cần mà mình không có thích, có những cái mình thích mà mình không có cần. Vậy tu hành là cái mà quan tâm đến cái mình cần, cái cần nó quan trọng hơn. Và tôi mới trích dẫn cái câu của ông Luda đó là tôi đem về một tảng đá, một khúc gỗ, một cục, một khối kim loại, tôi bỏ đi những cái thừa, thì ông thấy rằng để có được hình ảnh cô gái thì cái chỗ nào là chỗ thừa ở trong khúc gỗ này cũng cứ bỏ. Thì mình kêu là điêu khắc cũng được, không có sai. Nhưng mà ổng thì ổng không kêu, ổng không có gọi là điêu khắc, mà ổng chỉ gọi là bỏ đi những cái thừa. Đã muốn tạo thành một ông già thì ổng ngồi ngắm cái tảng đá đó, suy nghĩ bây giờ nếu mà tạo thành ông già là cái gì, là cái thừa, cái gì mà cần bỏ đi đây, cái gì mà cần bỏ đi để có được tượng ông già. Rồi bây giờ một đứa bé thì để tạo tượng một đứa bé thì ổng cũng làm theo cái cách đó. Lần con cứ nhìn cái khúc gỗ, cũng suy nghĩ bây giờ để có được cái tượng của đứa bé thì cần phải bỏ đi chỗ nào. Cần phải bỏ đi chỗ nào trong khúc gỗ này. Ok. Xin lỗi tuệ ở đây đấy.
lợi tuệ ở đây đó, tiệt tuệ đây là cái trí nhanh. Trong đây mình giải thích thế này, cái trí nhanh ở đây có nghĩa là ngài có những cái hiểu biết về về 11 khía cạnh, về 11 khía cạnh của năm uẩn. Ví dụ như là quá khứ, hiện tại, vị lai, xa gần, thô tế, thắng liệt. Nhìn là biết ngay, nhìn là biết ngay, nhìn là biết ngay, nhìn biết ngay, rồi nhìn thấy được cái khía cạnh tam tướng của năm uẩn, nhìn là thấy ngay. Ngài có thể nhìn thấy được cái khía cạnh duyên khởi ở trong các pháp, nhìn là thấy ngay, thấy cái rất là dễ dàng, thì đó được gọi là cái tiệp tuệ. Ở trong tiểu bộ kinh có cái câu này tán thán ngài Xá Lợi Phất Một Kiền Liên mà tôi rất là thích, đó là tôn giả Xá Lợi Phất được xem là đệ nhất trí tuệ, vì ở mỗi vấn đề tôn giả có thể trong nháy mắt nghĩ ra ngàn khía cạnh, nghĩ ra ngàn khía cạnh. Tôn giả Một Kiền Liên được xem là đệ nhất tận thông, vì chỉ trong một nháy mắt tôn giả có thể biến hiện ngàn cách. Cái chữ ngàn đây là một con số ức lệ thôi, nhưng chữ ngàn đây nghĩa là rất nhiều. Và nếu chúng ta có một chút thời gian tu học để ý, chúng ta thấy chỉ là tin được. Có những người chỉ cho họ một cái chiếc lá thôi, cho họ một xin lỗi, đưa họ cái tâm xỉa răng thôi, họ có thể nhìn cái đó, họ nói ra không biết bao nhiêu chuyện. Mà trong khi đó có những người đó, mà biết nói cái gì không, cho họ cái đề tài rất là lớn, họ cũng không biết được, họ nói gì cho họ đề tài, mỗi đề tài mà dễ nói, chẳng hạn như cho họ đề tài thập thiện đi, bố thí thì dễ 10 vấn đề, chứ họ nói rất là khó khăn. Bởi vì lý do rất đơn giản là cái thấy của họ nó không đủ sâu, cái thấy của họ nó không đủ rộng. Còn nếu mà một cái người có cái thấy sâu thấy rộng thì họ chỉ nhìn cái tâm xẻ răng thôi, họ có thể nói ra rất là nhiều chuyện trong đó. Họ nhìn một cái chiếc lá me thôi, họ có thể nói ra 1 tỷ chuyện về cái lá me, rất là nhiều. Họ nói cho là họ chết thì thôi, họ không đủ hơi, không đủ sức để họ nói, chứ còn họ cũng biết bao nhiêu chuyện để họ nói về cái lá me đó. Và cái chuyện này tôi tin tuyệt đối ở ngài Xá Lợi Phất, tức là một vấn đề ngài có thể nghĩ đến ngàn khía cạnh. Rồi ngài Một Kiền Liên thì trong một cái nháy mắt ngài có thể hóa hiện ngàn cách. Đấy, đó là thế giới của bậc thánh. Đó là cái tiệp tuệ. Còn cái lợi tuệ đó, cái tiệp tuệ là trí nhanh, của cái lợi tuệ là cái trí bén. Cũng như vậy, trí bén hay là cái trí của tôn giả đó, cái khả năng mà sát trừ phiền não rất là bén nhạy. Mặc dù là ngài đã là vị A La Hán rồi, nhưng mà sát trừ cái khía cạnh mà bén nhạy đó, thì với cái biết của ngài đó, nếu mà cho người ta mượn xài đỡ đó, ví giả dụ như vậy, giả dụ mà có cho ai mượn xài đỡ cái sự bén nhạy đó, thì cái sự bén nhạy của ngài đủ để cắt đứt phiền não một cách mau chóng. Cái đó gọi là tích khắp bà nhà. Tích khắp bà nhà. Ok. Rồi thiểu dục, rồi tinh tấn tri túc. Ok, xong. Bài kinh này không có gì mà bà con phải nhức đầu hết. Cái quan trọng là những cái điều mà tôi vừa nói nãy giờ đó, cái đó là những cái mà không có trong chánh kinh, nhưng mà nó là những gợi ý, gợi ý rất là quan trọng. Gợi ý rất là quan trọng. Dạ rồi, xong. Tiếp theo xong bài kinh rồi đó. Bây giờ phải cho tôi nghỉ chứ, bây giờ là 7 giờ bên đây rồi. Bây giờ là thứ ba, xin gặp lại bà con ngày thứ năm. Dạ, xin kính chào chị Tôn Đức.